chương 1246, cô gái hung tàn. Một chọi ba. Lần này, khán giả ngoài sân thi đấu đều phải kinh ngạc thốt lên. Một chọi ba cũng không kỳ lạ, nhưng đây lại là điều cực kỳ hiếm thấy tại sân thi đấu của tuyển thủ chuyên nghiệp. Dù sao cao thủ chuyên nghiệp đều là những đại sư đã chơi nghề nghiệp của họ lên đến đỉnh cao, sao họ có thể dễ dàng bị người ta một chọi ba như thế được? Huống hồ, người bị một chọi ba còn là chiến đội một đám ô hợp được xưng là kẻ không biết xấu hổ. Tuy nói chiến đội ám nguyệt cũng rất vô liêm sỉ, nhưng sự vô liêm sỉ của những người này chỉ nằm ở việc họ đã khiêu chiến tuyển thủ nghiệp dư mà thôi. Nếu so sánh với đám người toàn chân giáo này thì phải nói là đã múa rượu qua mắt thợ. Bây giờ nhìn thấy chiến đội một đám ô hợp của toàn chân giáo lại bị người ta một chọi ba, đám khán giả đã hô to một câu thật đáng nghiền, trong lòng, ấn tượng về chiến đội ám nguyệt cũng khá hơn rất nhiều. Trên sân thi đấu, bàn tay khéo léo gãy gãy dao găm, tạo một dáng đứng rất chi là màu mè, không cần biết mọi chuyện ra sao, có thể tạo ra chiến tích một chọi ba trên sân thi đấu chuyên nghiệp đã đủ để hắn ta khoác lát cả đời rồi. Bên phía toàn chân giáo thì lại hơi buồn bực, mẹ nó, đen như chó mực vậy. Thất bại ba trận liên tục, nếu trận thứ tư này lại thua tiếp thì mọi người nhất định phải xông vào đánh vô kỵ một trận, mẹ nó cái gì mà mặc cho số phận. Mọi người đều biết, Cách thức tính điểm ở vòng đấu thứ hai này không giống như hai vòng đấu còn lại. Hai vòng đấu kia đều là giết bao nhiêu người thì cho bấy nhiêu điểm, nhưng trận thứ tư của vòng đấu thứ hai này lại không chỉ là giết người rồi cho điểm mà còn phải xem số đầu người nữa. Nếu bàn tay khéo léo thắng một chọi năm nổ tung hội trường thì chiến đội Ám Nguyệt ngoại trừ 5 điểm nhận được từ việc giết chết đối thủ ra. Năm người còn lại cũng sẽ được nhận điểm, như vậy thì tỷ số sẽ là 10-5 nghiêng về phía chiến đội Ám Nguyệt vượt xa chiến đội một đám ô hợp. Đối mặt với lửa giận ngút trời của mọi người, vô kỳ bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta làm gì được bây giờ? Ta cũng tuyệt vọng lắm chứ, ông trời không giúp chúng ta thì chúng ta còn cách nào nữa, Xuân Huynh, ngươi lại đây, cầu khấn một lần đi. Xem ra chỉ có ta mới có thể cứu các ngươi. Xuân Tường nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hắn ta thở dài một tiếng, tay phải làm dấu chữ thập, sau đó hai tay chấp vào nhau, miệng lẩm bẩm, tam thanh đạo tổ ở trên trời khổng thánh nhân phật tổ thánh an ăn nho không nhổ vỏ nho amen xuân tường luôn rải lưới lời cầu khấn của hắn ta ở khắp mọi nơi lần này chẳng biết là đã cảm động đến vị thần phật nào sau khi quá trình lựa chọn tuyển thủ cho trận đấu thứ tư kết thúc chỉ thấy trong đội ngũ lóe lên một tia sáng trắng sau đó dương na được di chuyển vào sân thi đấu nhìn thấy tuyển thủ thứ tư của chiến đội một đám ô hợp trên sân thi đấu đám khán giả không nhìn được bắt đầu cười ha hả trên sự đau khổ của người khác, mà nó lại là cung thủ này. Chẳng lẽ đám người vô liêm sĩ này gặp báo ứng? Ha ha! Ha ha! Ai bảo chúng không biết xấu hổ? Đáng đời lắm! Đám người chiến đội ám nguyệt nhìn thấy Dương Na cầm theo một chiếc nỏ cũng không nhìn được bật cười, không thể không nói, may mắn cũng là một phần của thực lực bàn tay khéo léo trên sân thi đấu nhìn thấy phía đối diện lại nhảy ra một cung thủ hắn ta vui vẻ trong lòng không khỏi kích động đứng lên mẹ nó lại là cung thủ chẳng lẽ trời cao muốn ưu ái cho hắn ta được một chọi bốn sao trái lại lúc này dương na lại cực kỳ bình tĩnh ngắm nghĩa chiếc nỏ trong tay rất giống sát thủ kiểm tra súng ống trước trận chiến trận đấu bắt đầu âm thanh thông báo của hệ thống vừa vang lên bàn tay khéo léo lại tiếp tục ẩn nấp vào trong không khí cầm ngược dao găm đi về phía dương na nhưng phản ứng lúc này của dương na lại khiến mí mắt bàn tay khéo léo phải giật giật mấy cái hai trận đấu trước đó đối thủ vừa nhìn thấy bàn tay khéo léo ẩn thân thì phản ứng đầu tiên đều là lùi về sau dựa lưng vào tường nhưng hiện tại dương na lại cứ đứng im ở đó không nhúc nhích cô nàng vẫn rất bình tĩnh ngắm nhí chiếc nỏ trong tay bàn tay khéo léo là một cao thủ chuyên nghiệp Tất nhiên là khả năng chiến thuật của hắn ta cực cao, nhìn thấy Dương Na ưng thuận cách tiếp cận của phe địch như vậy. Hắn ta âm thầm cả kinh nói, chẳng lẽ có bẫy? Sau đó, bàn tay khéo léo bèn nhìn về phía dưới chân Dương Na. Không có cơ quan, cũng không có cạm bẫy. Lúc này, bàn tay khéo léo ra kết luận, hư. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Nếu không có cơ quan và cạm bẫy, tất nhiên bàn tay khéo léo không còn phải lo sợ gì trong lòng nữa, chỉ thấy hắn ta hừ lạnh một cái cơ thể hóa thành một luồng ảo ảnh nhắm về phía dương na ngay khi bàn tay khéo léo đến gần dương na đột nhiên dương na nheo mắt lại giơ nỏ trong tay lên vù một âm thanh chấn động phát ra từ dây nỏ một mũi tên thô to bay vụt ra mang theo ánh sáng trắng xông thẳng về phía bàn tay khéo léo chấn đáng tiễn âm trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người mũi nỏ của dương na bắn thẳng vào người bàn tay khéo léo bàn tay khéo léo buộc phải lùi về sau mấy bước hiện rõ nguyên hình đồng thời trên đầu hắn ta xuất hiện cái nhang mũi dính hiệu quả mê muội đứng im tại chỗ chuyện này sao chuyện này có thể xảy ra được bàn tay khéo léo bị mê muội đứng ngay như phỏng khán giả cũng trợn mắt há hốc mồm cung thủ có được thiên phú nhạy cảm từ bao giờ vậy sao cung thủ có thể cảm nhận được kẻ tìm hành thế này còn chưa đợi tất cả mọi người kịp phản ứng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dương na đã giơ tay lên sử dụng kỹ năng đánh dấu vào người bàn tay khéo léo kỹ năng đánh dấu của cung thủ có tác dụng tương tự như dấu ấn thần thánh của mục sư đều cho phép đánh một ký hiệu lên người mục tiêu ẩn thân điểm khác biệt duy nhất đó chính là sát thương mục tiêu phải nhận sau khi bị cung thủ đánh dấu sẽ tăng lên sau khi đánh dấu vào người bàn tay khéo léo dương na ung dung giơ nỏ lên ngắm bắn bung dây một chiêu bắn tỉa nhắm ngay vào mắt của bàn tay khéo léo. Phục. Mũi nỏ xuyên thẳng qua đầu bàn tay khéo léo từ phía sau, trên đầu bàn tay khéo léo lập tức bay lên một sát thương bạo kích. Bàn tay khéo léo bị ký ngạo đạp một cú lượng HP vốn đã không đầy, lúc này lại bị trúng một chiêu bắn tỉa của Dương Na, lượng HP giảm hẳn một phần tư. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hiệu quả mê muội hết hiệu lực trên người bàn tay khéo léo hắn ta lập tức sử dụng biến mất sau đó nhanh chóng nhằm về phía dương na. Cung thủ, chỉ cần bị đánh giáp lá cà thì chẳng khác nào là trát rưởi. Giờ phút này bàn tay khéo léo đang đứng cách Dương Na khoảng 10 mét, thời gian 3 giây vô địch đủ để bàn tay khéo léo vọt tới bên cạnh Dương Na. Sau khi tới được phía sau Dương Na, bàn tay khéo léo dơ dao găm lên định sử dụng một chiêu bối thứ nhằm vào vùng lưng của Dương Na. Nhưng cứ như thể Dương Na cũng có mắt ở đằng sau lưng vậy, hai chân cô nàng khẽ công cơ thể xoay ngược thành một tư thế kỳ lạ né tránh bối thứ của bàn tay khéo léo ngay sau đó dương na trút một mũi nỏ từ trong túi đựng nỏ ra trở tay cắm thẳng nó vào con mắt còn lại của bàn tay khéo léo phục một âm thanh khiến lòng người ta rét lạnh vang lên hai con mắt của bàn tay khéo léo đã bị hủy hoại trước mắt hắn ta chỉ còn lại một màu đen như mực dương na tung chân đạp một phát lên người bàn tay khéo léo sau đó cô nàng lùi về phía sau kéo giãn khoảng cách với bàn tay khéo léo ra mấy mét đồng thời giơ nỏ lên bắn một loạt mũi nỏ về phía bàn tay khéo léo đã mù cả hai mắt khiến hắn ta phải biến thành một ánh sáng trắng bay đi trong nháy mắt sân thi đấu hoàn toàn yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít hà của đám khán giả sự khắc chế của bất cứ nghề nghiệp nào đều không phải là tuyệt đối trên sân thi đấu chuyên nghiệp mọi người cũng không phải chưa từng nhìn thấy chuyện cung thủ giết ngược lại kẻ tìm hành như vậy sở dĩ mọi người cảm thấy kinh khủng như thế hoàn toàn là do cách thức giết ngược lại đầy bạo lực của dương na má nó tạm thời chưa nói đến việc bắn nổ mắt đối phương nhưng cái hành động dùng mũi tên cắm thẳng vào mắt đối thủ kia của dương na thực sự là tàn nhẫn đến mức tận cùng khán giả ngồi cách xa cả thế kỷ như vậy mà còn cảm thấy mắt hơi đau đau tuy đây chỉ là một trò chơi nhưng thế giới mô phỏng thực tế ảo và thế giới hiện thực không khác nhau là mấy làm như vậy sẽ rất dễ để lại ám ảnh cho đối thủ. Một cô gái xinh đẹp, rút tên, cắm thẳng vào mắt người khác gọn gàng như vậy, tương phản như vậy, thực sự khiến người ta nghĩ đã thấy rung lẩy bẩy. Chương 1247: Cuộc đụng độ của hai cung thủ. Còn về phần đám người chiến đội Ám Nguyệt thì càng không cần phải nói tới rồi khi bàn tay khéo léo được di chuyển ra ngoài sân thi đấu, hai tay hắn ta còn ông lấy đôi mắt hét toán lên, cứ tưởng là mình đã bị mù rồi chứ. Mẹ nó! Nhìn bộ dạng bàn tay khéo léo thảm hại như vậy, đám người chiến đội ám nguyệt cũng thấy run lẩy bẩy trong lòng. Mấy tuyển thủ bên phía chiến đội cửu châu thì cùng nhìn về phía ngũ hồ tứ hải, ánh mắt kia rõ ràng như đang muốn nói, cô gái hung tàn như vậy mà còn chưa phải là kẻ đáng sợ nhất toàn chân giáo Á ngũ hồ tứ hải cũng hồn bay phách lạc tự lẩm bẩm, không thể ngờ được. Thật là không ngờ được. Không ngờ toàn chân giáo còn có nhân vật như vậy. Trong lúc tất cả mọi người đều còn sợ hãi không thôi, tuyển thủ thứ hai của chiến đội ám nguyệt đã bị di chuyển vào sân thi đấu. Lần này người lên sàn không phải ai khác, chính là pháp sư của chiến đội ám nguyệt và các tiểu ngư. Cung thủ là nghề nghiệp tấn công tầm xa vật lý, tầm bắn xa hơn pháp sư rất nhiều, khả năng bạo kích của cung thủ tăng điểm vào thuộc tính nhanh nhẹn cũng khá cao, bởi vậy về mặt lý thuyết mà nói họ có thể khắc chế pháp sư với khả năng phòng ngự vật lý yếu ớt. Nếu pháp sư muốn PK với cung thủ, chuyện đầu tiên họ cần phải làm đó chính là rút ngắn khoảng cách, bảo đảm đối thủ phải nằm trong tầm bắn của họ. Bởi vậy ngay sau khi trận đấu bắt đầu, và các tiểu ngư chỉ sợ Dương Na sẽ kéo giãn khoảng cách với cô ta rồi chơi bắn tỉa từ xa. Thế nên cô ta lập tức sử dụng thiểm hiện vọt về phía Dương Na. Nhưng Dương Na vẫn hành động y hệt như trận đấu trước, chỉ đứng im tại chỗ mà không hề nhúc nhích. Thấy gia các tiểu ngư đột nhiên xuất hiện cách chỗ mình không xa, Dương Na lập tức giơ nỏ lên bắn. Vù, vù. Hai mũi nỏ một trước một sau bay vụt về phía gia các tiểu ngư. Gia các tiểu ngư là cao thủ chuyên nghiệp, đương nhiên sẽ không đứng im tại chỗ cho người khác bắn hạ sau khi dùng thiểm hiện để đáp đất cô ta lập tức giữ vững trọng tâm, ngưng tụ pháp thuật đồng thời không cho Dương Na cơ hội ngắm trúng cô ta. Âm. Nhưng đúng lúc này, mũi nỏ đầu tiên của Dương Na đã bay tới bắn trúng vào má phải của Gia các Tiểu Ngư, vang lên một tiếng động khiếp người. Quá chuẩn. Gia các Tiểu Ngư trúng tên xong giật thoát cả mình, cô ta vội vã nghiêng đầu sang phía bên trái. Âm. Lại một mũi nỏ nữa bay tới bắn vào má trái của Gia các Tiểu Ngư hai mũi nỏ cắm vào hai bên má của da các tiểu ngư, trái phải trông cực kỳ đối xứng. Ôi má! Thật là độc ác quá đi! Lần thứ hai đám khán giả phải nổi da gà suýt xoa. Dù thế nào đi chăng nữa thì da các tiểu ngư cũng là một cô gái, sao cứ phải cắm tên vào mặt người ta làm gì, chẳng lẽ là cố ý muốn hủy dung con gái nhà người ta hay sao? Con mợ nhà ngươi! Gia các tiểu ngư sắp khóc rồi, bắn chỗ nào không bắn, lại cứ bắn lên mặt làm gì cùng là con gái sao phải làm khó nhau như thế đâu chỉ có mình gia các tiểu ngư buồn bực ngay cả dương na cũng rất chi là mờ mịt cô nàng thầm nghĩ mình chỉ bắn đại hai mũi thôi mà có cần nể nhau mà lấy mặt ra đỡ như vậy không chẳng lẽ con bé kia bị hâm chính trong khoảnh khắc này pháp thuật của gia các tiểu ngư đã ngưng tụ xong cô ta giơ pháp trượng lên ném ra một chiêu băng chù y chỉ là một chiêu băng chù y mà thôi Dương Na vẫn không để tâm cho lắm, cô nàng vừa định tiếp tục vọt về phía trước. Nhưng đúng lúc này, băng chù y đang bay giữa không trung đột nhiên nổ tung chia làm 10 cột băng bay thẳng về phía Dương Na. Dương Na ung dung lấy mấy mũi nỏ từ trong túi đựng ra, tiện tay vung một cái, mấy mũi nỏ bay vụt về phía băng chù y. Âm. 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 Mũi nỏ và cột băng va chạm vào nhau, từng đám sương màu xanh lam nổ tung giữa không trung và các tiểu ngư nhất thời sửng sốt. Mã nó, còn có thao tác kiểu vậy nữa ư? Thật ra thì, dùng mũi nỏ bắn nổ pháp thuật cũng không phải là một cách đánh quá cao mình đối với cung thủ chuyên nghiệp, dù sao hệ thống có phụ trợ ngắm bắn, chỉ cần là người chơi cao thủ thì đều có thể bắn bách phát bách trúng. Nhưng mũi tên mà Dương Na vừa sử dụng để bắn nổ pháp thuật lại không phải được bắn ra từ nỏ mà là do cô nàng này dùng tay ném. Quả thật là chưa từng nhìn thấy thao tác như vậy bao giờ đương nhiên có một điều mà gia các tiểu ngư không biết chính là đối với dương na mà nói cái thao tác bắn hạ pháp thuật này dùng tay còn đơn giản hơn dùng nỏ nhiều ngay trong lúc gia các tiểu ngư còn đang sửng sốt dương na đã dùng tốc độ cực nhanh vọt tới bên cạnh gia các tiểu ngư không chờ gia các tiểu ngư kịp tỉnh táo lại chiếc nỏ của dương na đã tì vào huyệt thái dương của gia các tiểu ngư âm chấn đản tiễn gia các tiểu ngư bị bắn trúng cả người lập tức bị cố định đứng im tại chỗ tay trái dương na nắm lấy cổ áo gia các tiểu ngư xách lên tay phải cầm nỏ ngắm vào bụng gia các tiểu ngư bắn ra hàng loạt mũi nỏ găm vào người gia các tiểu ngư gia các tiểu ngư chẳng qua chỉ là một pháp sư máu giấy làm sao có thể chịu được đòn tấn công như vậy nhang mũi hiện ra trên đầu còn chưa biến mất cô ta đã bị đuổi khỏi sân thi đấu mẹ nó mẹ nó mẹ nó nhìn thấy cảnh tượng này, đám khán giả dân trào nhiệt huyết. Tại sao phần lớn người chơi đều ưa chuộng nghề nghiệp chiến sĩ và thích khách, chẳng phải là vì hai nghề nghiệp này có thể cắm dao găm vào thịt đối thủ, có thể tung nắm đấm vào mặt đối phương, có thể làm cho người ta cảm nhận được cảm xúc nguyên thủy mãnh liệt nhất, nhiệt huyết nhất và giả man nhất hay sao? So sánh với hai nghề nghiệp ấy, cung thủ và pháp sư lại thua kém rất nhiều, dù sao một bên là tăng vào khả năng tấn công còn một bên là dựa vào hiệu quả đặc biệt hoàn toàn không thể khiến người ta cảm nhận được sự vui sướng khi được cận chiến nhưng dương na đang đứng trên sân thi đấu đã làm được điều đó đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy một cung thủ cầm nỏ đánh cận chiến đặc biệt là khi dương na cầm nỏ tì vào đầu đối thủ rồi tấn công cảm giác đó tuyệt đối là sung sướng không nói lên lời thậm chí đám khán giả còn chưa chú ý tới việc dương na đã lấy một chọi hay hơn nữa vẫn còn ở trong trạng thái không thương tích Chật chật chật. Ký ngạo chỉ vào Dương Na trên sân thi đấu vừa cảm thán vừa nói, các ngươi nói xem. Chị Tiểu Na có phải là kẻ cùng bạo lực không, một cung thủ mà lại tì vào đầu người khác rồi ngắm bắn. Ngươi thì biết cái gì? Vô Kỵ nói, ngươi có biết phải làm sao mới có thể đảm bảo bách phát bách trúng không? Ta không biết. Ký ngạo lắc đầu. Ngu ngốc. Cả đám toàn chân giáo khinh bỉ đương nhiên là tỳ nồng súng vào đầu đối phương rồi bắn chứ sao. Trong lúc nói chuyện, tuyển thủ thứ ba của chiến đội ám nguyệt đã được di chuyển vào trong sân thi đấu. Người ra trận thứ ba của chiến đội ám nguyệt có tên là thợ săn ám nguyệt, nghĩ như tên, kẻ này là một cung thủ. Thợ săn ám nguyệt cũng có vóc dáng gầy mảnh như những người chơi cung thủ khác. Như vậy thì mới không dễ bị đối thủ bắn trúng, thợ săn ám nguyệt đang cầm trong tay một chiếc cung lớn màu xanh lam chiếc cung kia tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt rõ ràng là một thần khí cấp bậc sử thi liếc đối thủ một cái nét mặt dương na vẫn trấn định y như lúc cô nàng mới bước vào sân thi đấu gương mặt lạnh lùng khiến áp lực trong lòng thợ săn ám nguyệt lại tăng lên chẳng còn cách nào khác cảm giác sợ hãi của con người đều đến từ thứ mà họ không nắm rõ từ khi dương na bước vào sân thi đấu tới khi hai chiến hữu của hắn ta đã bị đuổi khỏi sân thi đấu một cách tàn nhẫn thời gian trôi qua tổng cộng chưa tới 5 phút đồng hồ. Còn Dương Na thì lại chỉ sử dụng vẻn vẹn một kỹ năng, chấn đảng tiễn. Thực lực vốn đã là một ẩn số, gương mặt lại còn không thể hiện sắc thái nào, càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi một điều gì đó chưa rõ. Cái gì gọi là sâu không lường được? Chính là khi bạn không biết trốt cuộc đối thủ mạnh đến mức nào, càng không biết đối thủ đang nghĩ gì trong lòng. Âm thanh thông báo trận đấu bắt đầu vang lên thợ săn ám nguyệt xoay người chạy về phía sau cung thủ vắt chân lên cổ chạy trốn tốc độ kia có thể nói là nhanh đến mức đáng sợ bên này dương na vừa mới bắn ra mũi nỏ đầu tiên thợ săn ám nguyệt đã chạy tới ngã rẽ con phố hắn ta xoay người một cái rồi biến mất khỏi tầm nhìn của dương na cung thủ mà đây vốn là một nghề nghiệp hèn mọn chỉ biết trốn trong khu vực an toàn sau đó tấn công người khác lúc chiến đấu kéo dài khoảng cách với đối thủ đây là quy tắc ứng xử cơ bản dành cho một cung thủ, dù cho đối thủ cũng là một cung thủ. Chương 1248, đánh cận chiến đến nghiện luôn sao? Không thể không nói, thợ săn ám nguyệt làm như vậy cũng thật sự khiến Dương Na có chút lúng túng không biết phải làm thế nào. Đừng thấy Dương Na là một cung thủ, nhưng mà cho đến nay, Dương Na đều sử dụng chế độ tự do, không có tác dụng phụ trợ xạ kích của hệ thống tỷ lệ chính xác của dương na kém hơn cung thủ bình thường một chút cho nên phương thức chiến đấu của dương na cũng nghiêng về chiến đấu ở khoảng cách gần hơn trong suy nghĩ của những người chơi bình thường gặp phải cung thủ đầu tiên sẽ muốn đến gần cung thủ đề phòng bị chơi chiến thuật thả diều vì vậy hai trận chiến trước đó dương na căn bản chẳng cần phải di chuyển một chút nào đối thủ nhìn thấy dương na là một cung thủ tất nhiên sẽ chủ động đến gần để cho dương na giết nhưng trận thứ ba, đối thủ của Dương Na lại là một cung thủ, đương nhiên theo bản năng muốn kéo dài khoảng cách với Dương Na, cứ như vậy, ưu thế chiến đấu của Dương Na sẽ biến thành tình thế không thuận lợi. Dù sao không có phụ trợ của hệ thống, đấu xạ kích tầm xa với người khác, Dương Na vẫn rất thua kém. Có điều, dường như thợ săn ám nguyệt cũng không hề cứng đối cứng ngay chính diện với Dương Na. Cũng không có ý định đấu xạ kích tầm xa với Dương Na. Dù sao trong mắt thợ săn ám nguyệt, Dương Na thân làm một cung thủ, ngay cả chiến đấu cự ly gần không am hiểu nhất mà còn có thể dữ dội như vậy, đấu xạ kích tầm xa chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Bây giờ điều mà thợ săn ám nguyệt muốn làm chính là muốn tìm một chỗ nấp đi, miễn là im lặng trốn tránh được qua 30 phút, là có thể thay được Dương Na xuống đài rồi. Lấy yếu đánh mạnh, một đấu một cũng coi như thắng được, miễn là cục xương khó gặm Dương Na này được thay xuống, trận chiến sau đó nhất định sẽ thắng chắc. Tranh tài, không chỉ đánh về kỹ thuật, còn có khống chế được cảnh tượng chiến đấu và chỉ số thông minh nữa. Bản đồ ngã tư thành thị này cũng không tính là nhỏ, những con phố ngổn ngang lộn xộn này, nếu muốn trốn tránh trôi qua 30 phút, đương nhiên cũng không khó. Thợ săn ám nguyệt lại còn là người chơi cấp bậc chuyên nghiệp, ẩn nấp trình mò người khác vốn là sở trường của hắn ta, bịt mắt trốn tìm lại càng là chuyện không cần nói đến. Nhìn thấy thợ săn ám nguyệt dần dần biến mất, Dương Na không hề nhúc nhích chút nào mà chẳng qua chỉ đứng một chỗ chờ đợi tấn công của đối thủ. Phương hướng mũi tên có thể được phân biệt vô cùng dễ dàng. Cái gọi là lấy ổn định đối phó với muôn vàng thay đổi, miễn là Thợ Săn Ám Nguyệt dám tấn công Dương Na, thì Dương Na có thể phán đoán ra vị trí của Thợ Săn Ám Nguyệt. Nhưng mà Dương Na đứng tại chỗ đợi một lúc thật lâu, cũng không thấy đối thủ tấn công mình, mà những người xem trên khán đài lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng Thợ Săn Ám Nguyệt đã chạy vào góc bản đồ nấp đi. Thấy cảnh tượng như vậy, những người xem chỉ cảm thán đạo trời xoay chuyển, báo ứng không sai. Người thành công đều có nhiều phương thức khác nhau. Đám người chiến đội, đám người ô hợp kia thật sự chơi đùa chiến đội võ sư không khóc đến mức người ta phát điên luôn. Lúc này, Dương Na cũng đã ý thức cách nghĩ của đối thủ, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, trong sự kinh hãi của mọi người, Dương Na dương hai cánh lên, tung bay trên không trung. Người xưa có thơ rằng, muốn nhìn sang nhìn dặm, phải bước lên một bước cao hơn dương na này không chỉ bay lên cao hơn một bước thu hết tất cả bản đồ vào trong tầm mắt thợ săn ám nguyệt nấp trong ngóc ngách đương nhiên cũng không chạy thoát được tầm mắt của dương na ha ha nhìn thấy bộ dạng thợ săn ám nguyệt trút đầu không quan tâm đến mông dương na không nhịn được cười khẽ bay đến trên đầu thợ săn ám nguyệt lúc này thợ săn ám nguyệt đang ngồi chồm hổm ở góc tường lấm lét nhìn khắp xung quanh dù sao cũng là cao thủ chuyên nghiệp ở góc độ này chỉ cần nhìn về phía trước là có thể vừa vặn nhìn thấy hết tình hình trước mắt để có thể chạy thoát được bất cứ lúc nào nhưng thợ săn ám nguyệt lại không hề nghĩ đến dương na người ta có thể bay được đó đến từ phía trên cơ ngay khi thợ săn ám nguyệt còn đang tập trung chú ý bí mật quan sát dương na đã bay đến trên đỉnh đầu thợ săn ám nguyệt này ngươi đang làm gì vậy dương na nhịn cười dùng chân đá nhẹ lên gáy thợ săn ám nguyệt nhỏ giọng một chút thợ săn ám nguyệt vội vàng hất hất tay về phía sau nhỏ giọng nói đừng để bị người ta hả nói đến đây con ngươi thợ săn ám nguyệt co rụt lại đột nhiên quay đầu đã thấy dương na mặt không thay đổi đứng đằng sau lưng hắn ta nỏ trong tay đã nhắm thẳng vào đầu hắn ta bà mẹ nó thợ săn ám nguyệt kinh ngạc giật nảy người vội vàng né tránh về phía trước đồng thời dương cung lắp tên quay đầu lại cũng là một mũi tên thân hình dương na hơi nghiêng sang bên cạnh vươn tay bắt được mũi tên của thợ săn ám nguyệt ngay sau đó bước lên một bước đuổi kịp đằng sau thợ săn ám nguyệt lật tay cắm mũi tên của thợ săn ám nguyệt vào vị trí động mạch cổ những người xem nhìn thấy thế chật cảm thấy cổ mình mát lạnh đồng loạt kinh hãi bà mẹ nó thật sự là quá bạo lực thôi cũng may lấy tay cầm mũi tên tấn công thì thiết lập sát thương không cao có điều cho dù như vậy chăng nữa động mạch cổ bị người ta đâm thẳng vào thợ săn ám nguyệt cũng quá mức sợ hãi rồi dưới tình thế cấp bách thợ săn ám nguyệt vung trường cung trong tay ném về phía đầu dương na ép cung thủ phải đánh cận chiến với mình dương na đúng là tạo nghiệp quá sâu rồi bất đắc dĩ thợ săn ám nguyệt là một người bình thường đủ tiêu chuẩn chơi cung thủ có lưu loát hơn nữa thì về phương diện cận chiến ít nhất phải kém dương na đến gấp đôi ký ngạo Nhìn thấy trường cung của thợ săn ám nguyệt ném ra, dương Na không hoang mang chút nào dịch chuyển dưới chân, nghiêng người né tránh, đồng thời nhấc tay lên, kéo cò nỏ. Vèo. Một mũi tên bay ra. Hai người cùng lắm chỉ cách nhau hơn 2 mét, ở khoảng cách này tại bắn cung của Dương Na cũng vẫn tương đối chuẩn. Âm. Mũi tên không nghiêng không lệch bắn thẳng vào trán của thợ săn ám nguyệt. Thợ săn ám nguyệt bị mũi tên bắn trúng trong lòng hoảng hốt, Hình như thật sự bị đánh cận chiến đến nghiện rồi, trường cung trong tay hắn ta càng phát ra nhiều sức lực hơn. Thân pháp mà Dương Na thi triển ra, giống như rảnh rỗi nhàn tản tránh thoát tấn công lần lượt của thợ săn ám nguyệt, mỗi lần bước đi một bước, lại nâng tay lên một bắn ra một mũi tên, thanh máu HP trên đầu thợ săn ám nguyệt cũng theo đó giảm xuống một đoạn. Một cung thủ máu giấy thì có thể có được lượng máu bao nhiêu cơ chứ, đi chưa được mấy bước, chút máu ít ỏi của thợ săn ám nguyệt đã nhìn thấy đấy nằm chết thẳng cẳng nhắc tới cũng thật đáng thương đường đường là một cao thủ chuyên nghiệp suốt một trận đấu mẹ nó lại chỉ bắn được một mũi tên những lúc còn lại đều là hắn ta vung trường cung liều mạng với người ta nếu trận đấu này dương na bị hắn ta đập chết tươi hoàn toàn có thể nói nói rằng hắn ta thật sự là một lực sĩ có điều bây giờ thì sao chỉ có thể xưng là thật sự ngu xuẩn thợ săn ám nguyệt bây giờ đã trở thành câu chuyện nực cười nhất trong lòng tất cả mọi người cung thủ đánh cận chiến sao người xem tiểu thuyết bị nghiện luôn rồi hả trong nháy mắt ba trận đấu đã trôi qua ưu thế ít ỏi hiếm hoi khó khăn lắm mới lấy được cũng đã bị một mình dương na cân bằng lại luôn rồi trên sàn thi đấu dương na vẫn bình tĩnh như trước vuốt ve nỏ trong tay vẻ mặt bình thản bộ dạng nhìn đời bằng nửa con mắt hoàn toàn trở thành một phong cảnh vô cùng xinh đẹp trong lòng những người xem mẹ nó đây rõ ràng là một nữ võ thần mất rồi các cao thủ chuyên nghiệp cũng rối rít coi dương na trở thành điểm quan trọng chiến đội thiên long lôi công đáng nhìn dương na vừa thắng liền ba trận cười toe toét không ngậm miệng lại được trước đây ta chỉ biết cô gái này có tầm bắn cực kỳ xa không ngờ được trận chiến của cô ấy cũng lợi hại như vậy ninh tỉnh trí viễn bên cạnh cười nói thế nào hả không lẽ ngươi mà gặp cô ấy thì sẽ thua đấy chứ đùa giỡn gì thế hả lôi công đáng nói ta chính là chiến sĩ khiên thuẫn, một mình cô ấy có thể bắn xuyên qua tấm khiên của ta được hay sao? Ba trận chiến này chiến đội ám nguyệt xui xẻo thôi, tất cả đều là nghề nghiệp máu giấy, nếu trận tiếp theo chiến đội ám nguyệt đưa ra được một chiến sĩ khiên thuẫn, e rằng cô ấy sẽ không thuận lợi như vậy đâu. Ha! Lúc này Ninh tỉnh trí viễn chỉ vào lưu hồn ám nguyệt vừa mới được truyền tống vào đấu trường. Cười nói, miệng quả đen của ngươi nói thật chính xác nhỉ. Chương 1249, bóng dáng ma quỷ. Phòng ngự vật lý của chiến sĩ khiên thuẫn trong tất cả nghề nghiệp đều xếp thứ hai, chỉ đứng sau kỵ sĩ thủ hộ xếp đầu tiên. Có điều chiến sĩ khiên Thuận có kỹ năng tắm khiên chuyên nghiệp, còn có tinh thông tắm khiên, cho nên về phương diện tan mà nói, chiến sĩ khiên thuẫn hoàn toàn xứng đáng xếp thứ nhất. Hơn nữa về phương diện đối phó với cung thủ, chiến sĩ khiên Thuận có ưu thế tuyệt đối. Sau khi thần xạ thủ đạt cấp 20 trở lên, thì có thể học được phá áo giáp, áo giáp che chắn có dày nặng hơn nữa mà đứng trước mặt cung thủ cũng chẳng có được bao nhiêu tác dụng. Nhưng mà tấm khiên lại thuộc về vũ khí, không thuộc về áo giáp, hoàn toàn có thể chống đỡ được mũi tên của cung thủ. Tấm khiên trong tay lưu hồn ám nguyệt tuy không chắc đã tốt được bằng tấm khiên của Doãn Lão Nhị, nhưng cũng nhìn ra được là một tấm khiên cực phẩm, chống đỡ mũi tên của một mình Dương Na, vẫn là dư sức có thừa. Về phần khả năng trận chiến của Dương Na ấy à, chiến sĩ khiên thuẫn cũng là chiến sĩ, làm sao lại có đạo lý chiến sĩ đánh cận chiến không thắng nổi cung thủ được chứ? Cho nên lưu hồn ám nguyệt vừa lên đài, trái tim của mấy người chiến đội ám nguyệt lập tức sống lại. Mẹ kiếp, cô nàng trên đài kia, hung hăng càng quấy lâu như vậy, lần này cuối cùng cũng xong đời rồi. Lưu hồn ám nguyệt lại càng tràn đầy tự tin, mấy lần trước chết thê thảm như vậy, lúc này chắc chắn phải lấy lại chút thể diện có điều lưu hồn ám nguyệt này là một tên miệng lưỡi không được sạch sẽ cho lắm bất kể là với ai đều phải trêu chọc khiêu khích mấy câu lần trước ám ảnh khi bị yêu nghiệt hoành hành tàn nhẫn hành hạ vẫn còn chưa tan biến sau khi nhìn thấy dương na đầu óc tung bay miệng lưỡi lại bắt đầu nói năng lung tung trận đấu vừa bắt đầu lưu hồn ám nguyệt đã cười hiếp mắt ngoắc ngoắc ngón tay với dương na nói ha ha em gái nhìn ngươi xinh đẹp như vậy ta thật sự không nở ra tay đâu ta nhường ngươi một chiêu có được hay không? Dương Na liếc mắt đánh giá Lưu Hồn Ám Nguyệt từ trên xuống dưới, nói: có phải trận đấu trước ngươi đã bị người ta tàn nhẫn đánh chết không? Lăn lộn với toàn chân giáo lâu như vậy, đánh người cho thật mất mặt, vạch trần điểm yếu của người khác, loại kiến thức cơ bản này Dương Na cũng đã học được vô cùng thành thạo. đéo đỡ được. Nghe thấy Dương Na vạch trần chỗ đau của mình, Lưu Hồn Ám Nguyệt nhất thời không vui vẻ nổi, chỉ vào Dương Na nói: ngươi đó cô nương này thật sự không đáng yêu chút nào cả. Hư hư. Dương Na hừ lạnh một tiếng nói, nói nhảm ít thôi, ta nhường ngươi một chiêu trước đấy. Là thật sao? Lưu hồn ám nguyệt vui vẻ trong lòng nói, vậy ta sẽ không khách sáo đâu nhé. Vừa dứt lời, lưu hồn ám nguyệt nâng tấm khiên lên, cúi đầu va chạm về phía Dương Na. Ha ha. Ngay khi lưu hồn ám nguyệt sắp đụng được vào Dương Na, Dương Na cười khẽ, thi triển ra một né tránh nhảy vọt đến đằng sau người Lưu Hồn Ám Nguyệt, sau đó nhấc chân đạp vào đằng sau đầu gối của Lưu Hồn Ám Nguyệt. Lưu Hồn Ám Nguyệt lập tức đứng không vững, lảo đảo đổ người về phía trước. Cùng lúc đó, nỏ của Dương Na nhắm ngay gáy Lưu Hồn Ám Nguyệt bắn ra một chấn động xạ kích. Vù vù, lực đẩy có lực lượng khổng lồ của chấn động xạ kích đẩy mạnh vào sau gáy Lưu Hồn Ám Nguyệt. Lưu hồn ám nguyệt ban đầu đã đứng không vững trực tiếp bị bắn đến mức nằm trên mặt đất, đồng thời từ trên đầu bay lên một vòng nhang mũi. Dương Na không nói hai lời, lập tức tiến lên, một chân dẫm lên lưng lưu hồn ám nguyệt, nỏ đặt sau gáy lưu hồn ám nguyệt bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Âm. Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Ảo nghĩa, bào vũ lê hoa. Từng mũi tên mang theo vệt sáng trắng bắn lên gáy lưu hồn ám nguyệt đúng như giới thiệu của kỹ năng này từng nói thật giống như một mũi tên bay ra mà gió xuân thổi đến nhìn vạn cây lê nở hoa rực rỡ đáng thương lưu hồn ám nguyệt ăn trọn một bộ thức tỉnh thanh máu tê trên đầu hắn ta trực tiếp giảm mất một nửa bị người đàn ông cao lớn đè xuống đất cỏ xác thì cũng thôi đi bị một cô gái bắt nạt như vậy lưu hồn ám nguyệt cũng cần có tự tôn nữa đấy hay chỉ nghe thấy lưu hồn ám nguyệt đột nhiên quát lên một tiếng đột ngột lật người dậy Yêu nghiệt hoành hành là võ sư, có kỹ năng chụp bắt, muốn đè một chiến sĩ khiên thuẫn xuống đất cũng là chuyện vô cùng dễ dàng. Nhưng Dương Na dù sao cũng là một cung thủ, không có kỹ năng có thiết lập mạnh mẽ, thiết lập của đòn tấn công bình thường làm sao có thể là đối thủ của lưu hồn ám nguyệt được. Lưu hồn ám nguyệt này đột ngột nghiêng người, trực tiếp sốc Dương Na lên, ngay sau đó, lưu hồn ám nguyệt lăn một vòng về phía sau rồi đứng dậy. Cùng lúc đó, Dương Na cũng xoay một vòng thật xinh đẹp, vững vàng rơi xuống mặt đất khốn kiếp sau khi đứng dậy lưu hồn ám nguyệt dựng ngón giữa đánh ra một trào phúng với dương na dương na không tự chủ được bị hút đến bên cạnh lưu hồn ám nguyệt nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tấm khiên của lưu hồn ám nguyệt nâng lên thi triển ra thuận kích đánh lên đầu dương na dương na nhìn thấy thế nhẹ nhàng nhảy về phía sau tránh thoát thuận kích của lưu hồn ám nguyệt sau đó duỗi tay đặt lên trên mép tấm khiên của lưu hồn ám nguyệt Lúc này, lưu hồn ám nguyệt đột ngột thu lại tấm khiên về phía sau, dương na đè chắc tấm khiên nhảy mạnh lên, trực tiếp mượn lực nhảy ra đằng sau lưng của lưu hồn ám nguyệt, giơ nỏ lên bóp cò, một mũi tên bay về phía sau gáy lưu hồn ám nguyệt. Lưu hồn ám nguyệt kinh hãi, vội vàng xoay người lên. Nhưng mà chiến sĩ khiên thuẫn là nghề nghiệp có hành động nặng nề vụng về nhất trong tất cả nghề nghiệp. Lưu hồn ám nguyệt vừa nhấc chân, Dương Na cũng đã biết thằng ranh này định xoay người lại vì vậy hai chân cũng xoay theo bước chân của Lưu Hồn Ám Nguyệt. Lưu Hồn Ám Nguyệt là chiến sĩ khiên thuẫn vụng về, khi hắn ta xoay người lại được, Dương Na là cung thủ nhanh nhẹn, đương nhiên cũng sẽ cùng quay lại theo hắn ta như bóng với hình. Nhìn thấy đằng sau lại không có ai, trong lòng Lưu Hồn Ám Nguyệt kinh hãi. Đoàn Đúng lúc này, mũi tên của Dương Na lại bắn lên đầu Lưu Hồn Ám Nguyệt. Bà mẹ nó Lúc này Lưu Hồn Ám Nguyệt cũng đã phản ứng lại, đây là bị bóng ma dương na bám vào người rồi tay trái rút ra một thanh đơn thủ kiếm đâm về phía sau mà dương na dán người nhỏ nhắn giống như dán chặt vào sau lưng lưu hồn ám nguyệt nghiêng ngã theo động tác của lưu hồn ám nguyệt thanh đơn thủ kiếm của lưu hồn ám nguyệt chém hụt đoàn dương na lại nâng nỏ lên lần nữa lại một mũi tên bắn lên gáy lưu hồn ám nguyệt cứ như vậy dương na dựa vào bản lĩnh và ưu thế nhanh nhẹn đứng sau lưng lưu hồn ám nguyệt Bất kể lưu hồn ám nguyệt nhảy lên nhảy xuống như thế nào, Dương Na giống như cái bóng của lưu hồn ám nguyệt, cho dù có hất thế nào cũng không rơi xuống được. Đương nhiên rồi. Tên nỏ trong tay Dương Na cũng không nhàn rỗi một chút nào, chỉ vào đầu lưu hồn ám nguyệt, liên tục bắn mũi tên ra, cứng rắn cấu rỉa lượng máu của lưu hồn ám nguyệt thành trống rỗng. Chiến đội đám người ô hợp, lúc này thắng lợi, tỷ số trận thứ hai sang bằng. Một chọi bốn. Một mình Dương Na, không thương tổn chút nào thắng hết bốn trận những người xem lập tức sôi trào lớn tiếng gào thét nói một chọi năm một chọi năm mẹ nó mấy người chiến đội ám nguyệt lúc này mới được gọi là một alexander mẹ kiếp nhìn bộ dạng những người xem ở đây nếu không để cô nàng bên trong đấu trường kia giết sạch bọn hắn e rằng mọi người sẽ không thể tiếp tục sống sót để bước lên sàn đấu đâu đã từng nhìn thấy đội cổ động viên hô khẩu hiệu nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy tạo áp lực cho người ta như vậy. Ninh tỉnh trí viễn cũng vui vẻ nhìn lôi công đáng, tiểu lôi này, ngươi cảm thấy sao hả? Vừa nãy bản lĩnh chiến sĩ khiên thuẫn kia cũng không yếu nhỉ. Hừ. Lôi công đáng kiêu ngạo liếc nhìn ninh tỉnh trí viễn một cái nói, ta không nói chuyện với ngươi. Chương 1250, cảnh tượng của trận thứ ba trong sự mong chờ của mấy chục nghìn khán giả tuyển thủ cuối cùng của chiến đội ám nguyệt cũng được truyến tống lên sàn thi đấu tuyển thủ này thân hình cao lớn vạm vỡ rõ ràng là thân thể của tan nhưng trong tay lại xách theo một cây pháp trường gây cho người ta cảm giác tương phản mạnh mẽ cái nít cũng rất đáng yêu gọi là tư mã đại tráng vừa thấy đã biết là một bộ nếu không cũng sẽ là một đôi với gia các tiểu ngư vừa nảy nói như thế nào nhỉ nghề nghiệp pháp sư này gặp phải loại đối thủ như vậy đó là khá thốn chiến sĩ cung thủ bất kể như thế nào mọi người ở đủ các loại nghề nghiệp hoặc là tầm xa hoặc là cận chiến đều vô cùng chuyên nghiệp mặc dù có không đánh lại dương na nhưng mọi người ít nhất còn có thể liều mạng một lần mà pháp sư gặp phải dương na đứng gần thì sợ bị người ta chơi chiến thuật thả diều mà đứng gần thì còn không bằng đứng cách xa một chút thì hơn nhìn thấy chiến sĩ nhà mình đánh cận chiến cũng đã bị truyền tống ra khỏi đấu trường, tâm trạng của Tư Mã Đại Tráng lúc này có thể tưởng tượng được. Sau khi lên sân khấu, Tư Mã Đại Tráng dứt khoát nhắm chặt hai mắt, đón ý nói hồi dựa theo tâm lý của những người xem. Trực tiếp đầu hàng luôn cho xong. Trận thứ hai, một đám ô hợp bảy, ba lại thắng chiến đội ám nguyệt lần nữa. Lúc này chiến đội ám nguyệt chênh lệch chín điểm với toàn chân giáo, nói cách khác, chiến đội ám nguyệt chỉ có thể không bị thương tổn chút nào, diệt sạch cả đội toàn chân giáo, thì mới có thể thắng trong gan tất được. Cục diện trận chiến phát triển đến mức độ này, đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của mọi người chiến đội ám nguyệt. Không chỉ tử vong ám nguyệt không ngờ đến, phần lớn những người đang có mặt ở đây cũng đều không nghĩ tới được, chiến đội một đám ô hợp này từ trước đến giờ nổi tiếng với nhân cách đê tiện. Lại có thể có được tuyển thủ mạnh mẽ như vậy nhất là Dương Na vừa mới hoàn thành hành động một chọi năm xong, lúc này trong lòng mọi người, danh tiếng đã hoàn toàn nổi bật lớn ác cả mặt lạnh thương lạnh băng thanh ngọc kiệt hai ngày trước rồi. Những người xem cũng không nhìn được bàn tán sôi nổi, năm nay xảy ra chuyện gì vậy kia. Tại sao lại có nhiều cao thủ giới tính nữ như vậy? Những cao thủ chuyên nghiệp nhìn thấy đám người một đám ô hợp bộc lộ ra sức mạnh thật sự, trong lòng cũng cảm thấy áp lực gấp mấy lần. Mẹ kiếp, một đám tuyển thủ chuyên nghiệp, nếu thật sự bị một đám trồn hoang đánh cho như vậy. Sau này có đến 8 phần là danh tiếng bị hủy hoại. Đương nhiên rồi, áp lực lớn nhất thì không ai sánh bằng chiến đội ám nguyệt đang chuẩn bị cho trận tranh tài cuối cùng trong phòng nghỉ. Hai trận trước thua thê thảm như vậy, chiến đội ám nguyệt coi như đã bị mấy người chiến đội một đám ô hợp đánh cho tỉnh táo cả người. Tuy nhiên kể từ bây giờ mà nói, tình hình chiến đấu không hề lạc quan chút nào, tỷ lệ thua sạch trong trận tranh tài này cũng rất cao, nhưng mà đám người kia cũng rất có khí phách tuyệt đối không hề nâng cờ trắng đầu hàng hết cách rồi nơi này chính là đấu trường chuyên nghiệp đấy một đội cao thủ chuyên nghiệp thách đấu một chiến đội nghiệp dư cuối cùng còn nhận thua chuyện này tuyệt đối không thể cho phép được trận thứ ba đánh như thế nào đây trong phòng nghỉ đám người chơi chiến đội ám nguyệt bị câu hỏi nặng nề này đè nén đến mức có chút khó thở đội trưởng tử vong ám nguyệt yên lặng một lúc lâu cuối cùng lên tiếng nói cảnh tượng của trận thứ ba chúng ta nắm quyền lựa chọn cảnh tượng ta cảm thấy là thời điểm sử dụng cảnh tượng đó đã đến rồi nhưng mà cảnh tượng đó không phải đợi đến khi gặp chiến đội cửu châu thì mới lấy ra sử dụng đó sao mọi người chiến đội ám nguyệt nghe thấy lời nói của tử vong ám nguyệt không nhịn được nói chiến đội cửu châu tử vong ám nguyệt hừ lạnh một tiếng nói trận đấu này mà chúng ta còn không sử dụng đến cảnh tượng kia chỉ sợ rằng sau này cũng sẽ không có cơ hội sử dụng nữa đâu các ngươi muốn thua chiến đội đệ nhất trong nước hay là muốn thua một đám người chơi nghiệp dư cái này mọi người không nói tiếng nào dù sao câu hỏi lựa chọn như vậy cũng không khó lựa chọn tử vong ám nguyệt thấy mọi người không nói lời nào nữa vì vậy gõ gõ ngón tay nói được rồi nếu tất cả mọi người đã không còn ý kiến gì nữa thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi trận này phải nâng cao 100% tinh thần cho ta, nếu không chúng ta sẽ phải quay về nhà đó, có nghe rõ chưa hả? Nghe rõ. Mọi người lớn tiếng trả lời, sau đó phòng nghỉ lại quay về bầu không khí vắng lặng một cách chết chóc, vì tất cả mọi người đều biết, đây chính là đấu trường chuyên nghiệp, từng đối thủ đều không hề đơn giản, cho dù trận đấu đoàn đội sử dụng cảnh tượng đó đi chăng nữa, cũng làm gì có ai có thể bảo đảm được sẽ đánh toàn thắng cơ chứ. Cùng lúc đó, đám người toàn chân giáo đang ở trong phòng nghỉ ngơi, Minh Đô cầm một chiếc cốc giấy duy nhất trong phòng ép vào tường hiếp mắt nghe trộm. Vương Vũ tò mò hỏi, lão Lý này, bên cách vách đang gạo thét cái gì thế? Người có nghe rõ hay không? Minh Đô tiện tay vào nát cốc giấy thành cục ném thành thùng rác nói, bọn họ không nói chuyện gì cả, chắc đang mặc niệm cho thất bại của mình. Chật chật chật. Rất biết tự mình hiểu mình đấy, sớm làm vậy có phải tốt không? mọi người khinh thường hư đúng lúc này vô kỵ hừ lạnh một tiếng nói các ngươi cũng đừng đắc ý người ta dù sao cũng vẫn là cao thủ chuyên nghiệp nếu như không có mấy người lão ngưu bọn họ ở đây chúng ta có thể đánh đến bây giờ sao Á. À. bị vô kỵ chế nhạo như vậy tất cả mọi người đều cúi đầu không nói còn không phải sao cao thủ chuyên nghiệp cũng là cao thủ chuyên nghiệp cho dù là chiến đội hạng hai cũng không phải người chơi nghiệp dư có thể so sánh được chuyện này tất cả mọi người đều phải thừa nhận tiếp theo vô kỵ lại hỏi các ngươi có biết vì sao trận thứ ba bọn họ không đầu hàng hay không chẳng lẽ là bị ngược đãi nhiều quá đến mức nghiện luôn sao ký ngạo hỏi cái rắm ấy vô kỵ nói ngươi cho rằng mọi người đều giống như ngươi chắc trận thứ ba thế nhưng mà do bọn họ chọn bản đồ thế thì làm sao chứ không phải là bản đồ sao chúng ta còn có chú ngưu mà sợ bọn chúng cái lông gì, có phải hay không chú ngưu? Ký ngạo cười hì hì nịnh nọc vương vũ, bị yêu nghiệt hoành hành đứng bên cạnh đập một cái vào đùi, giống như dỗ mèo vuốt vuốt tóc ký ngạo nói, chỉ có chú ngưu của ngươi thôi sao? Đúng. Còn có chú yêu nữa. Ký ngạo vội vàng nói thêm. Ha ha. Thằng tranh con. Vô kỵ liếc ký ngạo một cái trắng mắt nói, vẫn thường nói thiên thời địa lợi nhân hòa, thi đấu đoàn đội không giống như đánh một chọi một, ba loại yếu tố này đều có thể liên quan đến thắng bại khí hậu thời tiết này có thể tạm thời bỏ qua được người thì bọn họ bây giờ rõ ràng không bằng được chúng ta cho nên nhất định sẽ tìm cách lấy lại thể diện ở mặt địa lợi đến lúc đó chúng ta nhất định phải chú ý tuyệt đối không nên trúng phải cạm bẫy của bọn họ yên tâm đi vương vũ vỗ vỗ bả vai vô kỵ nói cùng lắm thì chúng ta tìm một chỗ trốn đi dù sao bây giờ chúng ta cũng đang dẫn đầu mà ai vô kỵ lắc đầu nói bọn họ đã dám đánh trận thứ ba chắc chắn không sợ chúng ta kéo dài thời gian mười phút sau thời gian nghỉ ngơi chấm dứt người chơi hai bên lại bước vào game lần nữa người chơi của chiến đội ám nguyệt bắt đầu lựa chọn bản đồ tử vong ám nguyệt thuần thục mở bản đồ lựa chọn giao diện tìm được cảnh tượng mà hắn ta muốn chọn ấn vào lựa chọn lúc này cảnh tượng đấu trường cũng đã bắt đầu thay đổi rồi rất nhanh cảnh tượng biến hóa xong xuôi cảnh tượng mà tử vong ám nguyệt lựa chọn có tên gọi là tháp của pháp sư nhìn thấy bản đồ này tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt khó hiểu rất rõ ràng bản đồ này là một cảnh tượng hiếm có e rằng chỉ có người của chiến đội ám nguyệt mới từng nhìn thấy càng khiến mọi người không hiểu được là bản đồ này cũng không lớn nói một cách công bằng hình như còn hơi nhỏ một chút nhìn một cách tổng thể cũng là một tòa tháp cao pháp sư đứng giữa quảng trường xung quanh là một vòng căn phòng tinh xảo khéo léo cảnh tượng như vậy cũng khá trống trải ngoại trừ một tháp cao pháp sư cao ngất ra thì không có gì khác biệt so với những đấu trường khác theo lý thuyết mà nói hai trận trước chiến đội ám nguyệt đã thua thê thảm như vậy trận thứ ba hẳn là nên tìm một địa hình phức tạp mới có thể bù đắp lại chênh lệch về mặt thực lực giữa hai bên tìm một cảnh tượng đơn giản như vậy rõ ràng cho thấy là ngại mình chết chậm quá rồi Chương 1251, Cao điểm Tháp Pháp Sư Sau khi toàn chân giáo được truyền tống đến vào bên trong đấu trường, Vô Kỵ hiếp mắt lại nhìn xung quanh một vòng nói, loại cảnh tượng tầm mắt trống trải này, quan trọng nhất chính là khống chế được cao điểm. Khống chế cao điểm Nghe thấy lời nói của Vô Kỵ, tất cả mọi người liếc mắt về phía tháp Pháp Sư nằm ở giữa đấu trường kia. Cao như vậy chúng ta tấn công xuống dưới kiểu gì được? Nhìn thoáng qua tháp Pháp Sư, vương vũ có chút khó hiểu hỏi tháp pháp sư này sợ rằng phải cao đến mấy chục mét cho dù từ trên xuống dưới xem ra cũng chỉ có cung thủ có thể tấn công được thôi chuyện này ngược lại không cần lo lắng vô kỵ thản nhiên nói tháp pháp sư cũng là pháo đài bên trên chắc chắn có đồ vật có thể tấn công xuống bên dưới được nếu không bọn họ cũng sẽ không lựa chọn bản đồ này đợi lát nữa chúng ta bay lên trước giành được quyền khống chế cao điểm này thì coi như đã thắng rồi đơn giản như vậy thôi sao? Đúng vậy. Chỉ đơn giản như vậy thôi, mọi người chuẩn bị cất cánh. 3 2 1 Đi Trong lúc nói chuyện, vô kỵ và đồng hồ đếm ngược của trận đấu cũng đồng thời đếm xong. Mấy người toàn chân giáo đồng thời triệu hồi ra áo choàng sau lưng. Vương người nhảy dương cánh bay lên. Xoạt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều chảy nước miếng. Loại đồ vật như đôi cánh này, tuyệt đối là hiếm có trong hiếm có, bây giờ có thể lấy được thứ này đi làm trang bị, chỉ có thể là cao thủ cấp chuyên nghiệp. Đương nhiên rồi, cho dù là cao thủ cấp chuyên nghiệp, cũng không thấy được có thể giàu có bằng đám người toàn chân giáo này, mỗi người đều có một đôi cánh. Bay lên cùng một lúc, được gọi là một khung cảnh nguy nga tráng lệ. Tốc độ phi hành của cánh vẫn còn rất nhanh, khoảng cách hơn 10 mét, trong nháy mắt đã bay đến gần rồi nhưng mà mắt thấy mấy người toàn chân giáo sắp bay đến trên đỉnh tháp pháp sư rồi. Đoàn đúng lúc này Vương Vũ bay đầu tiên dường như đụng phải thân thể hơi lảo đảo một chút, phát ra một tiếng vang trầm đục. Vương Vũ sờ lên đỉnh đầu, không nhìn được kêu lên, lên đến đỉnh cao nhất rồi, không bay qua được nữa. Lúc này những người toàn chân giáo khác cũng bay đến bên cạnh Vương Vũ, Vương tay sờ lên trên. Quả nhiên đằng trước mọi người giống như có một bức tường vô hình vậy ngăn lại đường đi mọi người đang bay đến. Hả? Vô kỵ sờ cầm buồn bực nói, chẳng lẽ đồ chơi này còn có kết giới nữa hay sao? Nhưng mà đúng vào lúc này. Mấy người chiến đội ám nguyệt đột nhiên từ trên đỉnh đầu mấy người toàn chân giáo xẹt qua, xuyên qua kết giới, từng người từng người một bay lên tháp pháp sư. Mấy người toàn chân giáo trực tiếp mơ hồ. Đám khốn kiếp này rõ ràng không hề có cánh mà, tại sao lại có thể bay nhanh đến như vậy được? hơn nữa bọn họ lại còn xuyên qua kết giới như thế nào vậy hả? Đoàn. Nhưng ngay khi đám người còn đang mờ mịt lúng cuốn, đột nhiên một tia sét từ trên trời giáng xuống, đã rơi xuống đầu vô kỵ rồi. Bất ngờ không kịp đề phòng, vô kỵ bị nổ thành vệt sáng trắng ngay tại chỗ. Cùng lúc đó đã nghe thấy trên đỉnh đầu có người kêu gào, bắn nổ võ sư kia đi. Bắn nổ võ sư kia đi. Bà mẹ nó mọi người nghe thấy giọng nói thì giật nảy người kinh ngạc sợ hãi vội vàng ngẩng đầu lên trực tiếp lấy tấm khiên của lưu hồn ám nguyệt ngăn chặn cửa ra vào những người khác của chiến đội ám nguyệt người người nhốn nháo người đang kêu gọi là chính là tử vong ám nguyệt trời ạ à! nhìn thấy tình huống trên sàn thi đấu những người xem không nhìn được lộ ra vẻ mặt khinh bỉ mẹ kiếp cái này thật sự là một trận đấu còn không biết xấu hổ hơn bất kỳ trận nào khác vẫn còn có loại thao tác như thế này nữa cơ à trên tháp Pháp Sư chỉ có một căn phòng nhỏ của thao tác tấn công ma Pháp. Cửa phòng rất nhỏ, tấm khiên của lưu hồn ám nguyệt vừa mới đặt xuống là đã có thể ngăn chặn cửa phòng chặt chẽ. Người ở bên trong chỉ cần yên tâm vui vẻ dùng cao điểm tháp Pháp Sư nổ tung đối thủ. Loại phương pháp chiến đấu không còn đường lui này có thể nói là ép buộc đến mức không cần chút mặt mũi gì nữa rồi. Mau mau trốn đi. Minh Đô nhìn thấy thế quát to một tiếng, trực tiếp thuấn di đến bên dưới thân thể vương vũ thằng nhóc này cũng không phải tên ngu ngốc biết rõ nấp bên dưới một người nào đó là an toàn nhất nhưng minh đô vừa mới nấp kín xong xuôi rầm lại một tiếng sét giáng xuống chém thẳng về phía vương vũ vương vũ vội vàng quay người lại trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hiện lên một tiếng sét minh đô đáng thương trực tiếp bị nổ thành mảnh vụn hả vậy mà không nổ chết được được hắn sao nhìn thấy vương vũ không chết đám người tử vong ám nguyệt không nhìn được kinh hãi. Đám người này không biết xấu hổ nhất chính là đã lựa chọn cảnh tượng bản đồ này rồi, đương nhiên cũng sẽ vô cùng quen thuộc đối với bản đồ này. Về phần uy lực mạnh mẽ của ma pháp tháp pháp sư, đương nhiên hiểu được rõ ràng hơn bất kỳ ai khác, cái này mẹ nó vẫn có thể tránh thoát được. E rằng chính là bậc hắc rồi có phải không hả? Có điều uy lực của cao điểm tháp pháp sư này mặc dù không hề nổ chết được vương vũ, nhưng mà cũng khiến người khác nhìn thấy được uy lực, chuồng thôi. Chuồng thôi. Một mệnh lệnh rút lui vang lên. Những người toàn chân giáo khác lập tức tan tác như chim muôn mọi người bay đi khắp nơi. Lúc này trong phòng có người lên tiếng hỏi, bọn họ muốn chạy kìa, có nổ chết luôn hay không? Tử vong ám nguyệt lớn tiếng kêu lên, đừng quan tâm đến những người khác nữa, trước tiên nổ chết được võ sư này đã rồi hãy nói sau, hơn nữa sử dụng cái nhanh nhất kia đi. Rầm một tiếng nổ thật lớn vang lên, một luồng ánh sáng sấm sét còn nhanh hơn hai tia chớp vừa nãy giáng xuống phía Vương Vũ. ở giữa không trung dù sao cũng là nơi không chạm đất, không dễ dàng hành động, sấm sét giáng xuống lần thứ ba, ngay cả Vương Vũ muốn trốn tránh cũng có chút chật vật. Thiểm Lôi cũng không nổ chết được hắn sao? thấy ma pháp thất bại, đầu của Tử Vong Ám Nguyệt cũng mơ hồ luôn rồi. bị Tử Vong Ám Nguyệt liên tục chĩa vào, Vương Vũ cũng hơi tức giận chỉ vào tháp pháp sư lớn tiếng mắng chửi, tiên sư ngươi tử vong ám nguyệt này, ngươi đợi đó. Mắng xong, vương vũ giang hai cánh ra. Định cứng trắng bay lên tháp pháp sư. Tử vong ám nguyệt nhìn thấy thế vội vàng nói, nhanh nhanh nhanh, hắn sắp lên giết ta đến nơi rồi. Dùng cửu thiên bạo lôi. Đệt, có kết giới rồi, ngươi sợ cái lông ấy. Mọi người khinh bỉ nhìn thoáng qua tử vong ám nguyệt đang sợ đến mất mật, và các tiểu ngư đang thao tác pháo đại chỉ thẳng về phía vương vũ, sau đó tàn nhẫn nhấn xuống nút ấn phóng ra ma pháp cuối cùng. Rầm Một luồng thuộc bạo lôi phiên bản tăng cường to bằng vại nước từ trên trời giáng xuống đánh lên đầu vương vũ. Bóp Niệm khí tráo vô địch của vương vũ được bắn ra trực tiếp. Sức xung kích khổng lồ của thuộc bạo lôi nhất thời nổ cho vương vũ từ trên trời rơi thẳng xuống đất. Mẹ nó, thành công rồi thằng chó đáng chết kia cuối cùng cũng đã chết rồi mấy người chiến đội ám nguyệt đập bàn tay ăn mừng lệ rơi đầy mặt trong mắt mọi người trong chiến đội ám nguyệt chỉ cần không có vương vũ đám người đang đứng trước mặt kia cũng chỉ là một đám cá hỗn tạp không chịu nổi một đòn mà thôi nhưng đám người chiến đội ám nguyệt còn chưa vui vẻ được đến hai giây dưới ánh mắt sợ hãi thán phục của những người xem vương vũ bên dưới tháp pháp sư nhảy dựng lên thi triển ra một chiêu lý ngư đã đỉnh chỉ lên bầu trời kêu lên ầm ĩ các ngươi chờ đó cho ta trời ạ à. nghe thấy tiếng nói quen thuộc này người chơi chiến đội ám nguyệt sắp bật khó đến nơi rồi cứng trắng ăn hẳn một cửu thiên bạo lôi mà còn chưa chết được mệnh thằng khốn này cứng đến mức nào chứ lão đại thế có nổ hắn tiếp nữa không tay của gia các tiểu ngư hơi run rẩy bọn họ chưa hề giao đấu chính diện với vương vũ bao giờ nên ngay từ khi bắt đầu họ cũng không biết đối thủ hung dữ đến mức nào nhìn thấy tử vong ám nguyệt bộ dạng không có chút triển vọng gì như vậy trong lòng mọi người đều cảm thấy có chút khinh thường nhưng bây giờ bọn họ cũng đã hiểu rồi coi như coi như xong thật rồi nhìn thoáng qua vương vũ đang nhảy nhóc vui vẻ dưới tháp tử vong ám nguyệt thở dài một hơi tử vong ám nguyệt hoàn toàn hết sạch hy vọng với vương vũ rồi vừa nãy khi ở giữa không trung ngay cả thiểm lôi nhanh nhất mà vương vũ cũng có thể trốn được bây giờ vương vũ đã rơi xuống đất rồi, hành động còn nhanh hơn, làm sao còn có thể đánh trúng được hắn nữa cơ chứ? Nếu mấy lần liên tục đều không đánh trúng được tên này, e rằng lòng tự tin mà mọi người vừa mới thiết lập ra được đã mất hết sạch sẽ rồi. Chương 1252, nấp sau tháp để chiến đấu. Vương Vũ giống như thần tiên được độ kiếp, bị sấm sét từ trên trời giáng xuống đánh thẳng vào mặt, lúc này cũng có bước đầu làm quen với tấn công ma pháp của tháp pháp sư này. Sau khi đứng dậy, Vương Vũ không nói hai lời thi triển khinh công, dùng tốc độ cực kỳ nhanh trốn vào trong phòng. Mẹ nó! Nhìn thấy Vương Vũ trốn nhanh như một cái bóng, mọi người trên tháp pháp sư không nhìn được ca tháng, cái này mẹ nó rốt cuộc là thích khách hay là võ sư vậy hả? Sau khi vương vũ cứng trắng leo lên tháp cao mà không có kết quả rồi trở về vị trí cũ, mấy người toàn chân giáo lại tụ họp với nhau. Mọi người nhìn lẫn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Quân sư quạt mò trong đội ngũ, trong đợt xung kích đầu tiên đã hy sinh lẫm liệt rồi, tiên phòng lớn nhất trong đội ngũ bị ba luồng sấm sét của người ta đánh cho sợ chết khiếp rồi. Bây giờ đám người toàn chân giáo nhìn vào pháo đài cao ngất trên kia, trong lòng đã tràn đầy sợ hãi thấy tất cả mọi người không nói năng gì vương vũ mở miệng hỏi làm sao bây giờ vô kỵ không còn ở đây nữa xuân tường tự động bổ sung vị trí trở thành nhân vật quân sư nghe thấy câu hỏi của vương vũ thì lập tức vuốt cầm nói theo ý kiến của lão phu bây giờ số điểm của chúng ta đang dẫn trước đối thủ cho nên chúng ta tốt nhất hãy ở lại trong này nấp đến khi thời gian thi đấu kết thúc là được thằng chó xuân này nói rất đúng đấy đám người cùng kêu lên nhất trí mẹ kiếp, pháo đài này phóng ra chiêu nào là giết chết người ta trong vòng một giây chiêu ấy, dù sao cũng không ai dám xông ra bừa bãi được. Chỉ có duy nhất ký ngạo nhìn xung quanh một vòng, lòng vẫn còn sợ hãi nói, tuy lời nói của tên Xuân Đê Tiện này có lý, nhưng ở trong này thì sẽ tuyệt đối an toàn được hay không? Ồ! Bị ký ngạo quét sạch hứng thú, sắc mặt đám người đồng loạt tối sầm căm giận nhìn chầm chầm ký ngạo, nếu không thì chúng ta đập cho thằng ranh này một trận đi đéo đỡ được. Ký ngạo vội vàng nấp sau lưng vương vũ ấm ức nói, chú ngư, ngươi nhìn xem bọn họ kìa. Được rồi, được rồi. Đừng ồn ào nữa. Vương vũ bảo vệ ký ngạo vẫy vẫy tay nói, bây giờ sấm sét trên pháo đài cũng đã thư thất đi rồi, có thể thấy được căn phòng này bây giờ cũng vẫn còn rất an toàn, mọi người trước tiên cứ nấp ở đây trước đi đã, xem ai hao tổn trước. Ký ngạo lại miệng quả đen nói, pháo đài này cũng không chỉ có tấn công sấm sét đâu nhỉ á à. đám người hơi sững sờ gương mặt lại lộ ra vẻ hung ác ký ngạo sợ đến mức vội vàng rút về phía sau Hít. đúng lúc này đột nhiên bên tai đám người vang lên âm thanh kỳ quái bà mẹ nó ai đang đánh trắm đó xuân tường bịt kín mũi nhìn ký ngạo những người khác nhìn thấy thế đều rối rít chỉ vào ký ngạo khinh bỉ nói gà con mẹ nó ngươi còn đánh trắm trong game nữa hả? Ta liều mạng với ngươi. Liên tục bị sỉ nhục mấy lần, ký ngạo giận dữ, lúc này sắp bùng nổ đến nơi rồi, nhưng mà ký ngạo vừa mới đứng dậy, hai tròng mắt đột nhiên trừng lên tròn xoe, chỉ vào đằng sau lưng mọi người nói, đằng sau. Đằng sau kìa. Đám người sửng sốt một chút vội vàng quay đầu, đã thấy đằng trước có một luồng khói độc màu xanh lục đang bay về phía đám người này. Trong thi đấu đồng đội chỉ có một mình Dương Na là con gái, vì không thông đồng một dục với đám bại hoại hư hỏng này, Dương Na ngồi ở đằng sau cùng của đội ngũ. Đợi đến khi mọi người kịp thời phản ứng lại, làn khói độc đã bay đến bên cạnh người Dương Na rồi. Một mình Dương Na không tránh được bị khói độc bao trùm, không đến ba giây đã biến thành một vệt sáng trắng. Bà mẹ nó. Tất cả mọi người nhìn thấy thế thì chấn động giật nảy người, vội vàng chạy sang căn phòng bên cạnh. Hơn 10 giây sau, làn khói độc tràn ngập căn phòng mà mọi người vừa ẩn nấp, sau đó lại xuyên qua khe cửa ngắm dần sang bên này. Lúc này, mọi người cũng đã hiểu rõ, cái này mẹ nó căn bản không phải một căn phòng, mà chính là chiến lược phòng ngự dùng khói độc để bảo vệ. Nghĩ đến đây, mọi người không nhịn được mắng to, tiên sư nhà ngươi, chọn loại bản đồ như thế này, quá không biết xấu hổ rồi. Còn không phải sao, bên trong cảnh tượng này ngoại trừ bảo vệ bằng khói độc ra, đều là chỗ trống vừa nhìn đã hiểu ngay rồi, tấn công của pháo đài có thể dán xuống tận các ngõ ngách. Nói cách khác, mẹ nó ai cướp được pháo đài thì trận đấu này sẽ thắng được 99% rồi. Nhìn thấy chiến đội ám nguyệt đê tiện đến mức độ này. Đám người toàn chân giáo trực tiếp than thở mình đã tìm được đối thủ rồi. Đám người toàn chân giáo này không phải tính cách ngồi yên khoanh tay chờ chết, người sống đương nhiên không thể bị ngẹn nước tiểu chết được. Càng là loại điều kiện này, tính cách hung dữ của đám người kia lại càng được kích phát ra. đám người này không hẹn mà cùng nhớ lại lời nói cuối cùng của vô kỳ trước khi chết. mục tiêu nhắm ngay vào pháo đài trên mảnh đất trống. xuân tường suy nghĩ một lát nói, nếu muốn đánh thắng, chắc chắn phải bay được lên pháo đài. doãn lão nhị buồn bực nói, đạo lý này thì hiểu rồi. nhưng cho dù là phía trên không có ai, chúng ta cũng không thể xuyên qua kết giới được. vương vũ sờ lên cầm lẩm bẩm nói, các ngươi nói đám khốn kiếp chiến đội ám nguyệt kia cũng không biết bay bọn họ nhảy kiểu gì lên đó được hả có phải có loại cầu nhảy linh tinh đặc biệt gì đó hay không cái này vừa nghe thấy vương vũ nói như thế tất cả mọi người đều yên lặng vừa nãy mọi người chỉ lo chạy trối chết thoát thân thế nhưng đã quên mất vấn đề quan trọng này cuối cùng còn còn phải nhờ đến một tên gà mờ về game đến nhắc nhở thật sự là cực kỳ mất mặt thất vọng xuân tường lập tức ra lệnh đạo tuyết lão ngư, các ngươi đi xung quanh pháo đài tìm kiếm một chút, nhìn xem có ván nhảy gì đó hay không. Ừ. Hai người danh kiếm đạo tuyết và Bắc minh hữu ngư nhận được mệnh lệnh, thi triển tìm hành rồi ẩn thân chạy ra ngoài. Cảnh tượng của game này cũng không quá mức trọng rãi, không gian gần xung quanh pháo đài chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấy đường giáp tranh rồi. Hai người dạo xung quanh pháo đài một vòng, quả nhiên, ở bên cạnh pháo đài, thấy được một trận ma pháp màu xanh lam. Trận ma pháp này chỉ to bằng vung nồi thôi, một lần chỉ có thể vừa cho một người dẫm lên, nếu không phải nhìn kỹ thật sự không phát hiện ra được. Sau khi nhìn thấy trận ma pháp, danh kiếm đạo tuyết tò mò đứng lên. Vù. Danh kiếm đạo tuyết chỉ nghe thấy âm thanh gió vang lên bên tai, ngay sau đó đã bị bắn lên, bay về phía căn phòng nhỏ trên pháo đài. Cùng lúc đó, lưu hồn ám nguyệt canh giữ ở cửa phòng đã phát hiện ra danh kiếm đạo tuyết bay lên sau đó nâng tấm khiên lên thật cao đợi đến khi danh kiếm đạo tuyết bay đến cửa lưu hồn ám nguyệt giáng xuống một tấm khiên âm danh kiếm đạo tuyết giống như một quả bóng chày bị đánh bay trực tiếp bị một tấm khiên của lưu hồn ám nguyệt đánh rơi xuống đất đùng người chơi trong trạng thái hôn mê rơi từ trên cao xuống thì sẽ phải chịu tổn thương cao gấp đôi danh kiếm đạo tuyết rơi từ trên trời xuống nhất thời bị ném thành một vệt sáng trắng mẹ kiếp Nhìn thấy danh kiếm đạo tuyết chết thảm như vậy, mọi người cũng hiểu được ý nghĩa quan trọng của việc lưu hồn ám nguyệt canh giữ ở cửa phòng. Lúc này, lưu hồn ám nguyệt vừa đập chết danh kiếm đạo tuyết lớn tiếng trào phúng xuống bên dưới pháo đài, ha ha, các ngươi đám rùa đen rụt đầu này, lên đây đi, ông nội ta cho các ngươi một đòn. Không thể không nói, lưu hồn ám nguyệt là một tan vô cùng có giác ngộ, thằng khốn này từ lần đầu tiên bước lên sân khấu đến nay, không giờ khác nào không mồm miệng lại nhảy nói linh tinh khiêu khích. Ngay khi lưu hồn ám nguyệt còn đang nói chuyện, bên trên pháo đài đột nhiên xuất hiện một dấu hiệu con mắt, đồng thời Bắc minh hữu ngư cũng bại lộ trước mắt bao nhiêu người. Rầm Một luồng sấm sét giáng xuống đầu Bắc minh hữu ngư, Bắc minh hữu ngư lập tức chui vào trong đất tránh thoát tấn công, chạy trở về. Đệt cụ nhà nó chứ. Lúc này, mọi người coi như đã hoàn toàn nhìn rõ được sự mạnh mẽ của pháo đài. Không chỉ có lực tấn công có thể giết người trong vòng một giây, còn có tác dụng chọc thủng được hiệu quả ẩn thân, hơn nữa mục tiêu pháo đài lại nhỏ, một đội người bảo vệ bên trên cơ bản sẽ khiến một người làm quan cả họ được nhờ thôi. Một luồng lôi phách chém bắt minh hữu ngư thành chuột chuỗi đất, lưu hồn ám nguyệt lại bắt đầu đắc ý, ha ha ha, độc khí đã bắt đầu lan tràn ra rồi, các ngươi không chạy được nữa đâu, nhanh chóng đầu hàng đi, ông nội đây cho các ngươi được sản khoái. Chương 1253, Hành động chip gung Đậu xanh rau má Nếu là loại cao thủ siêu cấp như ninh tỉnh trí viễn đứng ở trên kia trào phúng, đám người toàn chân giáo nhìn cũng được. Tên trác rưỡi lưu hồn ám nguyệt này giao đấu với toàn chân giáo không thẳng nổi một trận mà còn dám huên hoang khoác lác như thế, quả thật khiến cho trong lòng mọi người tích tụ lửa giận. Đúng lúc này, khói độc ở trong phòng cũng đã lan tràn đến căn phòng cuối cùng mắt thấy người của toàn chân giáo sắp bị khói độc tiêu diệt mất cả đoàn vương vũ suy nghĩ một lát nói ngược lại ta có thể lên được có điều bây giờ ta không có niệm khí tráo thì sợ sấm sét của bọn họ đập chết ta rồi từ bộ dạng danh kiếm đạo tuyết vừa bị bắn lên cũng không khó nhận ra người chơi ở trạng thái bắn ra bay trên không trung sẽ không có quyền tự chủ cái này nếu đang phi hành trong quỷ tích đã được cài đặt sẵn mặc dù là vương vũ cũng sẽ không thể trốn thoát được vận mệnh bị sét đánh chết cái này ấy à." Xuân Tường hơi suy nghĩ một lát, sau đó nói với đám người, "Các ngươi có phát hiện ra không, pháo đài của bọn chúng mỗi lần chỉ có thể tấn công một người mà thôi." "Ừ. Thấy được rồi." Đám người đều rối rít gật đầu, nếu như mỗi lần pháo đài tấn công lại có thể tấn công được cả một đám người. "Chỉ sợ rằng ngay lúc này không có ai có thể còn tiếp tục sống sót được nữa." "Hi hi." Xuân Tường cười hi hi nói, "Như vậy thì cũng dễ làm." vừa nãy ta cũng đã tính toán cự ly tấn công của pháo đài một lát rồi, có khoảng hai giây, mà từ dưới tháp được bắn lên pháo đài cũng là hai giây, nói cách khác, chỉ cần chúng ta có thể hấp dẫn được hỏa lực của pháo đài, lão Ngưu có thể nhân cơ hội này nhảy lên đến nơi. đám người nhìn pháo đài một lát, lại nhìn sang xuân tường, không hẹn mà cùng lên tiếng, rất có lý đấy. Vương Vũ cảm thán nói, cái này, cái này chẳng lẽ chính là chip gun trong truyền thuyết sao? đúng. Xuân Tường bị ối cười nói, hành động chích gung bây giờ bắt đầu luôn đi. Mọi người chia nhau ra hành động đi. Nói xong, Xuân Tường tiên phong là người đầu tiên xông ra ngoài. Biết rồi. Biết rồi. Sau khi những người khác nhận được mệnh lệnh, cũng lần lượt nhảy ra khỏi phòng. Năm bóng người chia nhau chạy về bốn phía đông tây nam bắc. Nhìn thấy mấy người toàn chân giáo từ trong nhà chui ra, tử vong ám nguyệt lập tức ra mệnh lệnh, mau chóng tấn công đi, đám chuột nhắc bị khói độc hất văng ra ngoài rồi. Gia các tiểu ngư nhận được mệnh lệnh, vội vàng khống chế bệ pháo bắt đầu chĩa thẳng vào mấy người toàn chân giáo bên dưới. Xuân Tường là một tên có phòng ngự thấp. Chạy với bò cũng không khác gì với nghề nghiệp máu giấy, còn là một tên khống chế rất mạnh mẽ, đương nhiên được liệt thành mục tiêu tấn công quan trọng hàng đầu. Rầm Một luồng sấm sét bổ lên đầu Xuân Tường, Xuân Tường bị nổ thành mẫu vụn. Cùng lúc đó, vương vũ cũng thi triển khinh công giống như một luồng ảo ảnh xông thẳng lên trên thấy vương vũ xuất hiện bên ngoài doãn lão nhị vội vàng dựng bước lại dựng lên một ngón giữa hướng lên trời hô to một tiếng thằng khốn nhìn sang đây này ánh mắt đám người chiến đội ám nguyệt trực tiếp bị hấp dẫn sang bệ pháo của gia các tiểu ngư cũng nhắm thẳng vào doãn lão nhị rầm một tia sấm sét giáng xuống bổ thẳng vào đầu doãn lão nhị Doãn lão nhị liên tục không ngừng cầm tấm khiên nâng lên đỉnh đầu. Sấm sét bổ vào tấm khiên thần khí của Doãn lão nhị, Doãn lão nhị nhất thời bị sét đánh đến mức khai mở hoàn toàn trạng thái. Doãn lão nhị khai mở toàn bộ trạng thái ước chừng có hiệu quả giảm sát thương đến 80%, còn có tấm khiên bảo vệ chắc chắn, dù cho như vậy, lượng máu của doãn lão nhị vẫn trực tiếp dán thẳng xuống đấy, chỉ còn lại có một chút máu, sát thương của bệ pháo có thể nhìn thấy rất rõ ràng có điều một tia sấm sét này. Tranh thủ thời gian cho Vương Vũ, cùng lúc khi thiểm điện giáng xuống, Vương Vũ nhảy bật lên trên đài. Vù. Một tiếng gió vang lên, Vương Vũ bị bàn đẩy bật lên tháp pháo. Đệt. Lúc này, Lưu Hồn Ám Nguyệt cũng nhìn thấy Vương Vũ đang bay lên, trong cơn kinh hoàng Lưu Hồn Ám Nguyệt vội vàng nâng tấm khiên lên, tập trung sức mạnh vào thuận kích. Vương Vũ chỉ chớp mắt là đến, thuẫn kích của lưu hồn ám nguyệt cũng tập trung sức mạnh xong xuôi. Hay! Quát to một tiếng, lưu hồn ám nguyệt vung tắm khiên đập lên người vương vũ. Ha ha! Vương vũ cười khẽ, biến thành một vệt sáng trắng xuất hiện đằng sau lưu hồn ám nguyệt. Thuẫn kích của lưu hồn ám nguyệt lập tức đánh vào không khí, may mà đây là game, nếu không thì một chiêu này nhất định là không thể không đau lưng được. Không đợi lưu hồn ám nguyệt ổn định được thăng bằng, một chân của vương vũ đã dẫm lên đằng sau đầu gối lưu hồn ám nguyệt, cũng không quay đầu lại, tay phải ấn về sau một cái, ấn lên gáy lưu hồn ám nguyệt đẩy thằng ranh kia ngã từ trên tháp pháo xuống đất. a à. Bịch! Lưu hồn ám nguyệt rơi xuống đất. Lưu hồn ám nguyệt da thô thịt dày ngã như vậy cũng không chết được, nhưng cũng choáng ván đến mắt nổ đom đóm. Không đợi lưu hồn ám nguyệt kịp thời tỉnh táo lại. Chân của ký ngạo đã ở ngay trước mặt dẫm lên mặt hắn ta ngay sau đó đám người toàn chân giáo còn lại bao vây xung quanh bắt được lưu hồn ám nguyệt đánh cho một trận no đòn vừa đánh lại còn vừa mắng cho ngươi ra vẻ này cho ngươi ra vẻ này lưu hồn ám nguyệt bi kịch lại một lần nữa bị đè xuống đất đánh cho chết tươi biến thành vệt sáng trắng lúc này những người khác của chiến đội ám nguyệt trên pháo đài cũng không còn chịu đựng nổi nữa thấy vương vũ mạnh mẽ đột phá vào pháo đài mọi người cảm thấy kinh hãi Vung vũ khí lên định sông đến tấn công Vương Vũ. Thế nhưng không gian trên pháo đài quá nhỏ. Vương Vũ lôi lôi kéo kéo đã kéo được hết tất cả vũ khí trong tay chống lại gia các tiểu ngư. Gia các tiểu ngư là một pháp sư máu giấy, bị đồng đội chặt thành tám khúc ngay tại chỗ, nhắm mắt xuôi tay. Sau khi bẫy chết gia các tiểu ngư, Vương Vũ đột nhiên dậm chân một cái, một vòng ánh sáng sấm sét lan rộng ra, đánh một đám người đang bao vây xung quanh dán lên vách tường. Ngay sau đó, Vương Vũ nhảy đến bên cạnh Tư Mã Đại Tráng, một chân dẫm chết hai cung thủ, sau đó nắm chặt đầu của Tư Mã Đại Tráng đập mạnh lên tường. Âm. Tư Mã Đại Tráng nối gót đi theo bước chân gia các tiểu ngư. Không đến 5 giây. Chiến đội ám nguyệt giảm mất một nửa quân số. Không gian trong căn phòng nhỏ cũng được mở rộng ra rất nhiều. Mấy người còn lại nhìn thấy thế, lại xông về phía vương vũ tấn công lần nữa vương vũ hơi hít mắt lại hai tay duỗi ra hai bên mỗi tay bắt được bàn tay khéo léo và một thích khách khác lôi từ trong không khí ra tiếp theo vương vũ nắm chặt đầu hai người vừa bắt được tàn nhẫn đập vào nhau âm hai vệt sáng trắng bay lên chiến đội ám nguyệt lại giảm quân số mất hai người lúc này ngoại trừ tử vong ám nguyệt và một kỵ sĩ khác ra thì còn có một mục sư thần thánh mục sư thần thánh cũng là lưu manh Tiện tay chụp cho Vương Vũ một ngọn lửa thần thánh, sau đó ném một vô địch cho kỵ sĩ, sau đó nhào lên bắt đầu thanh tẩy muốn cùng chết chung với Vương Vũ. Vương Vũ duỗi tay ra, một thanh trường côn đâm vào trước ngực mục sư, đẩy hắn ta ra khỏi căn phòng. Bịch. Bạn học mục sư rơi xuống đất, từ trên người phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Bịch. Bạn học mục sư còn sót lại một giọt máu, sau khi rơi xuống thì ngã chết, biến thành vệt sáng trắng hay cho một quả pháo nổ hai lần. Cùng lúc đó, kỵ sĩ ỷ vào vô địch vừa mới được mục sư gia tăng, vương vũ không thương tổn được hắn ta. Trực tiếp phát động tấn công vương vũ. Vương vũ dịch chuyển bước chân, tránh được tấn công, nhảy đến bên cạnh tử vong ám nguyệt đang giơ kiếm ra định tấn công hắn, sách cổ tử vong ám nguyệt lên ném hắn ta ra khỏi tháp pháo. Đám người ký ngạo bên dưới đã nhìn lâu lắm rồi, đói khát đến khó lòng kiềm chế từ lâu rồi tử vong ám nguyệt vừa rơi xuống đất, chiêu cuối của một đám người tập trung sức mạnh xong lập tức được phóng ra. Thiên tinh vẫn lạc trảm. Doãn lão nhị đập tắm khiên xuống đất, tử vong ám nguyệt trên mặt đất bị đánh văng đến mức bay lên. Phá quân thăng long trảm. Bao tam tiếp sau. Một kiếm lớn đâm tử vong ám nguyệt nhảy lên trên trời. Diêm la tuyệt mệnh sát. Bắc Minh Hữu Ngư biến thành một luồng ánh sáng chết chóc, xuyên qua thân thể hắn ta thuấn ảnh liên hoàng thích. Cuối cùng ký ngạo bay lên một chân đá lên mặt tử vong ám nguyệt, kết thúc mạng sống của hắn ta. Một người chơi, có thể cùng lúc chịu đựng chiêu lớn của bốn người cao thủ rồi mới ngõm, vậy cũng là chết không đáng tiếc rồi. Chiêu 1254, chiến đội dựa vào mặt để kiếm cơm. Tử vong ám nguyệt bị mấy người bao tam đánh chết tươi, trạng thái vô địch trên người của kỵ sĩ đang dặn co với vương vũ trên pháo đài cũng đã biến mất hẳn. Theo lý mà nói thì tuy chiến đội ám nguyệt là chiến đội hạng 2, nhưng thực lực vẫn thuộc cấp chuyên nghiệp, nếu không phải đột nhiên bị vương vũ đột phá đến mức trở tay không kịp, không gian bên trong tháp pháo lại không thi triển được bị vương vũ cắt sạch, thì 10 người đánh một cũng không đến nỗi thất bại một cách nhanh gọn như vậy. Kỵ sĩ cậy vào vô địch kéo dài khoảng cách đánh chính diện với vương vũ ngay từ ban đầu cũng có chút ưu thế nhưng khi hiệu quả vô địch không còn hắn ta cũng lập tức treo luôn vương vũ ba đấm hai đá đã ấn lên đầu người kia ném hắn ta từ trên tháp pháo xuống đất kết quả có thể tưởng tượng được trận tranh tài thứ ba toàn chân giáo dùng thành tích chiến đấu thương vong hơn một nửa khiến cho chiến đội ám nguyệt đang chiếm ưu thế tuyệt đối về quân số rơi vào cảnh bị diệt cả đoàn đồng thời vương vũ cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người đây chính là đột phá mạnh mẽ một người đánh 10 người thật sự, hơn nữa đối thủ lại còn là cao thủ chuyên nghiệp. Bản thân tất cả mọi người đều là game thủ, nhưng cũng mới lần đầu tiên gặp phải một cao thủ như vậy. Đương nhiên, so sánh ra thì việc khiến mọi người hoảng hốt trong lòng hơn nữa chính là cảnh tượng này, bản đồ vô lại như vậy, một pháo đài gần như vô địch, nếu không phải đám người toàn chân giáo kia có loại cao thủ siêu cấp giống như Vương Vũ chỉ sợ cũng đã bị người ta lấy ra làm biên ngắm đuổi giết thành mảnh vụn luôn rồi. Loại bản đồ như vậy, nghiễm nhiên đã vi phạm quy định rồi còn gì. Không chỉ những người xem, ngay cả mấy người toàn chân giáo tham gia trận chiến khi nghĩ về cuộc chiến vừa nãy vẫn còn sợ hãi trong lòng. Stop D. Vô kỵ cười lạnh nói, vi phạm quy tắc cái lòng ấy, bản đồ chết tiệt này chỉ có thể áp dụng khi đánh bất ngờ thôi, lần sau thì không thể sử dụng được nữa rồi tại sao lại nói như vậy? Đám người hơi sững sờ, vừa nãy mọi người chết thê thảm như vậy, nghe vào tai kiểu gì cũng thấy chết rất ai oán đó. Vô kỳ thản nhiên nói, các ngươi có biết thời gian kéo dài của kỹ năng vô địch của mục sư chỉ có 8 giây? Không sai. Lúc này ngũ hồ tứ hải cũng nói với những thuộc hạ của mình, bản đồ này 8 phần là được sử dụng để bẫy chúng ta, nhưng mà khuyết điểm của bản đồ này cũng rất rõ ràng. Mọi người chen chúc ở một chỗ, miễn là trong đội ngũ chúng ta có một sư tùy tiện ném cho pháp sư một cái vô địch rồi phóng ra mấy kỹ năng tấn công diện rộng là có thể một giây giết sạch cả đội vậy nếu một lần không thể giết hết bọn họ trong vòng một giây thì sao lại có người hỏi thêm vậy thì chờ hồi chiêu rồi lại ném thêm một chiêu nữa ngũ hồ tứ hải cười á à. nghe thấy lời giải thích của ngũ hồ tứ hải mọi người giật mình hóa ra tháp pháo nhìn qua như vô địch vậy nhưng cũng không chịu đựng nổi một đòn thảo nào chiêu đầu tiên của bọn họ đã lập tức giết chết mục sư trong một giây trận chiến đầu tiên của tổ chuyên nghiệp chiến đội một đám ô hợp giành chiến thắng trong khi kết quả trận đấu đang được thông báo rộng rãi đám người vương vũ từ trong phòng cạnh tranh đi ra ngoài quay về chỗ ngồi của mình lúc này những người xem không tiếp tục huyết sáo nữa vì chiến thắng lần này của chiến đội một đám ô hợp thật sự rất ngoạn mục một chiến đội nghiệp dư bị một chiến đội chuyên nghiệp chỉ đích danh trong tình huống đối thủ có ưu thế tuyệt đối về sân bãi mà vẫn còn có thể đạt được thành tích chiến đấu áp đảo như vậy đây tuyệt đối là trận tranh tài chưa từng có từ trước đến nay nghỉ ngơi một lát đội ngũ của trận tranh tài thứ hai cũng đã được lựa chọn xong rồi minh vương giới đấu với chiến đội thiên hỏa đám người toàn chân giáo cũng khá là quen thuộc với minh vương giới này bọn họ không chỉ từng giao đấu với người của toàn chân giáo hơn nữa có mấy người còn là thần tượng của mấy người toàn chân giáo có điều vận may của đám người kia thật sự không tốt lắm tuy thực lực cao cường nhưng mà nếu quả thật so sánh với chiến thuật thối nát vận may còn nát bét hơn trong trận đấu bình thường chiến thuật không được thì còn có thể dựa vào thực lực để tranh giành nhưng giải đấu chuyên nghiệp này người chơi nào mà không phải cao thủ nổi tiếng một vùng đám người này nham hiểm vô cùng chiến đội một đám ô hợp có vương vũ mạnh mẽ như vậy mà mọi người suýt nữa còn bị người ta gài bẫy chết, đám người kia vẫn còn muốn dựa vào thực lực để gom góp cho đủ số thì thật sự khó khăn rồi. Tóm lại, đây chính là một chiến đội khiến cho trái tim người ta tan nát, thậm chí ngay cả vô kỵ mỗi lần xem so tài đều phải lãm nhảm liên miên, nếu ta là quân sư của bọn họ, thì đã cầm chắc được mười mấy giải quán quân rồi ấy chứ. Chiến đội thiên hỏa là nhân tài mới xuất hiện mấy năm gần đây. Thực lực nói như thế nào nhỉ, nếu đánh giá, có lẽ sẽ sàn sàn với chiến đội Ám Nguyệt. Nhưng mà lại không địch nổi với hình tượng đẹp đẽ của người ta, thuần một dạng tiểu thịt tươi nõn nà, non mềm đến mức có thể nhéo ra nước được. Trong thời đại chỉ nhìn vào gương mặt, giá trị nhan sắc chính là chính nghĩa này, hình tượng của đám trẻ tranh này ở trong lòng các fan hâm mộ gần như là chú thiết ngưu hóa thân từ chính nghĩa vậy. Cùng là trình độ hạng 2, nhà tài trợ đằng sau chiến đội Thiên Hỏa có sắp xếp đầy đủ. Chiến đội Ám Nguyệt lại chỉ được tiệm đồ lậu tài trợ mà thôi. Hết cách rồi, giá trị kinh tế là quan trọng nhất mà, ai có nhiều fan hâm mộ thì người đó trâu bò thôi, mẹ nó ai mà thèm quan tâm xem thực lực của ngươi như thế nào chứ. Nhất là đội trưởng của chiến đội Thiên Hỏa là Tam mùi Chân Hỏa, vốn có xuất thân từ ngôi sao trong giới giải trí, sau khi bước vào giới trò chơi thì cũng được lăn xê từ trên xuống dưới, vừa xuất hiện đã trở thành người phát ngôn nổi tiếng của giới trò chơi. Quảng cáo tuyên truyền của trọng sinh có đến một nửa đã bị thằng ranh này chiếm mất rồi, nghe nói phí phát ngôn một năm của thằng ranh này còn cao hơn chi phí của một chiến đội. Là tuyển thủ chuyên nghiệp có giá trị kinh tế cao nhất trong giới trò chơi cũng hoàn toàn xứng đáng. Nhìn thấy đối thủ của Minh Vương giới là chiến đội thiên hỏa, vô kỵ không nhịn được biểu môi nói, mẹ nó, người giỏi không dẫm lên đám phân chó, đáng thương cho chiến đội Minh Vương giới của ta rồi. Đúng đấy đúng đấy. Những người khác cũng phối hợp lắc đầu, Minh Vương giới vẫn luôn đen đuổi như vậy sao? Đã bảo họ nên đổi lại tên từ lâu rồi mà. Minh Vương tử thần linh tinh gì đó, rất xui xẻo đó. Nghe thấy lời nói của đám người, trên đầu Vương Vũ đầy dấu chấm hỏi nói, xem ra các ngươi có thành kiến rất sâu với chiến đội Thiên Hỏa này. Hừ. Vô Kỵ lạnh lùng nói, đâu chỉ có mình chúng ta. Ngươi nhìn xung quanh một vòng xem có chiến đội nào không thành kiến với bọn họ hay không? Á. À. Vương Vũ nhìn xung quanh một vòng, quả thật, trên mặt tất cả những chiến đội xung quanh đều lộ ra vẻ mặt mặc dù không rõ ràng như toàn chân giáo, nhưng có thể cảm nhận được lòng căm thù sâu sắc. Dù sao bàn về thực lực mà nói, chiến đội Thiên Hỏa chẳng qua chỉ đến ngược từ dưới lên, thực lực như vậy mà lại chiếm mất hơn một nửa tài nguyên. Bị một đám người dựa vào gương mặt kiếm cơm cướp mất công việc trong lòng đám cao thủ này có vấn đề thì cũng hợp tình hợp lý thôi trong thực tế chuyện như vậy đã trở thành một loại trào lưu là đại ca đứng đầu về giá trị nhan sắc trong giới văn học mạng bản tác giả thật ra cũng rất khinh thường những chuyện như vậy nhưng gương mặt là trời sinh cũng coi như một phần của thực lực chúng ta có gương mặt đẹp để không phải là lỗi của chúng ta các ngươi trong mặt mà bắt hình dong là các ngươi không đúng rồi vốn dĩ mọi người cũng đều như nhau cả thôi tuyển thủ hai đội bước vào phòng cạnh tranh rất nhanh họ đã xuất hiện trên sàn thi đấu. Trận tranh tài chính thức bắt đầu. Trận đầu tiên là tranh tài một chọi một do chiến đội Minh Vương giới lựa chọn bản đồ. Trong trận đấu trước đây, trận đấu thứ nhất là trận đấu một chọi một nên tác dụng của bản đồ cũng được giảm xuống thấp nhất. Nhưng mà Minh Vương giới chọn bản đồ lại là một bản đồ rộng lớn, một hòn đảo canh gác. Hòn đảo canh gác nơi có ý nghĩa giống hệt như cái tên của mình, là một hòn đảo nội dung câu chuyện của cảnh tượng này là trải qua một trận chiến tranh, hòn đảo tràn đầy đóng gạch vụn đổ nát thê lương chính là chiến trường của người chơi. Bản đồ này tràn ngập khói thuốc súng, lại có rất nhiều kiến trúc bỏ hoang, tấm nhìn tuyệt đối không thoáng đáng một chút nào cả, loại bản đồ như thế này mà đấu một chọi một thì e rằng chỉ 30 phút sau thôi. Ngay cả đối thủ ở đâu cũng không tìm thấy luôn. Hai bên lựa chọn tuyển thủ tham gia thi đấu, vệt sáng trắng lóe lên, hai bóng người được truyền tống vào hai đầu của hòn đảo. Màn ảnh rất phối hợp công việc đặt tả từng người một trong hai người. Chương 1255, Phan Não tàn thật là đáng sợ. Tuyển thủ của Minh Vương giới bên này là một người đàn ông cao lớn vóc người cường tráng vạm vỡ không thua gì Vương Vũ, thân hình cơ bắp nhìn qua còn to khỏe hơn cả nghề nghiệp tan, nếu không phải sau lưng hắn ta đeo một cây trường cung khổng lồ mọi người tuyệt đối không thể nhận ra được mẹ nó đây là một cung thủ tất cả mọi người trong toàn chân giáo đều nhận ra hắn ta đây chính là cao thủ đứng đầu minh vương giới tay trái tử thần cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp mà vô kỵ yêu thích nhất người khác đều yêu thích anh chàng đẹp trai xinh xắn anh tuấn nhưng vô kỵ lại thích ông anh vai u thịt bắp không hổ là người có văn hóa ngay cả sở thích cũng triết học như vậy Ống kính di chuyển, chuyển đến phía chiến đội Thiên Hỏa, một thanh niên tóc màu đỏ rực gương mặt đẹp trai xuất hiện trên màn hình. Sau lưng người thanh niên kia cũng đeo trường cung, xem ra nghề nghiệp cũng là cung thủ, chính là cung thủ chủ lực của chiến đội Thiên Hỏa, Tinh Tinh Chi Hỏa. Gương mặt Tinh Tinh Chi Hỏa vừa xuất hiện trên màn hình, trên khán đài vang lên những tiếng thét chói tai. Tinh Tinh Chi Hỏa. Lửa có thể cháy lan đồng cỏ. Tinh Tinh Chi Hỏa ta à muốn sinh khỉ con cho ngươi cao thủ nghề nghiệp và những tên lõi đời như toàn chân giáo dường như đã quá quen với những tình huống như thế này cả đám người bình tĩnh thản nhiên lắc đầu tỏ vẻ khinh thường nhưng tiếng thét chói tai bất ngờ lại dọa cho vương vũ sợ hết hồn nhìn những fan hâm mộ điên cuồng hận không thể xông lên liếm màn hình kia tinh tinh chi hỏa cũng cảm nhận niềm nhiệt tình đến từ các fan hâm mộ mỉm cười vẫy vẫy tay với ống kính lộ ra một tư thế mê người qua wow. đám phan hâm mộ rất tinh mắt, tiếng thét chói tai, gào rống, một số người gần như còn choáng váng đến suýt ngất đi. Lúc này Vương Vũ mới ý thức được những gì nhìn thấy khi ở sân bay cùng lắm chẳng qua chỉ là một cảnh tượng nho nhỏ mà thôi. Có cần thiết phải khoa trương như vậy không? Vương Vũ lau mồ hôi. Chọc chọc Xuân Tường bên cạnh. Đâu chỉ có như vậy. Xuân Tường vẫn còn sợ hãi trong lòng nói những gì điên cuồng hơn còn ở đằng sau nữa cơ, ngươi chờ một chút mà xem. Vẽ mặt vương vũ mơ hồ. Trong lúc ồn ào, trận tranh tài đã bắt đầu, cung thủ hai bên nhanh chóng di chuyển vào trong bản đồ. Vị trí ở ngay giữa bản đồ là một kháng đài, cũng là cao điểm trong cảnh tượng này. Trong trận chiến giữa các cung thủ, quan trọng nhất chính là tầm nhìn, ai có thể khống chế được cao điểm thì chẳng khác nào đã nắm trong tay toàn bộ trận chiến. Là một cung thủ, Tinh tinh chi hỏa là tiêu chuẩn của việc thêm điểm vào độ nhanh nhẹn. Tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh, thân thể cũng khá là nhanh nhạy. Ngược lại, tốc độ của tay trái tử thần cực kỳ thận trọng, chậm rãi giống như một tan dơ tắm khiên lên, khiến cho người xem cũng cảm thấy vô cùng lo lắng trong lòng. Tinh tinh chi hỏa vọt đến trên khán đài, tay trái tử thần mới đi được một phần ba quãng đường. Thấy cảnh tượng như vậy, những người xem không nhịn được cười vang một trận, có phải tên cao to lực lưỡng này đến đây để tấu hài hay không vậy? Vương Vũ cũng câu mày nói, cung thủ to cao kia thêm điểm vào phần sức mạnh à, tại sao lại chạy chậm như vậy? Cũng có thể. Xuân Tường giải thích, nhìn cây cung kia của hắn ta, có đến một nửa số cung thủ không thể cầm lên nổi đâu. Lúc này, tinh tinh chi hỏa đã hoàn toàn chiếm cứ kháng đài, từ trên xuống dưới tầm nhìn vô cùng rộng rãi, xuyên qua khói thuốc súng, tay trái tử thần ở cách đó mấy chục mét đã hoàn toàn rơi vào tầm mắt của Tinh Tinh Chi Hỏa. Hư. Tinh Tinh Chi Hỏa nhìn thấy thế thì hừ lạnh một tiếng, dương cung lắp tên nhắm chuẩn về phía tay trái tử thần thi triển một chiêu Thư Sát. Thư Sát là một kỹ năng có tầm bắn xa nhất của cung thủ, sau khi lên đến cấp 5, khoảng cách đạt được hiệu quả khoảng 5 mét. Hơn nữa còn kèm theo thuộc tính bùng nổ, là kỹ năng chủ yếu để cung thủ kiềm chế đối thủ từ khoảng cách xa. Vèo! mũi tên mang theo ánh sáng rực rỡ, xuyên qua khói thuốc súng gào thét bay vút về phía tay trái tử thần. Khi mắt thấy mũi tên sắp bắn chết tay trái tử thần, tay trái tử thần lại né tránh về phía sau. Âm. Mũi tên bắn trượt, cắm xuống mặt đất. Tinh tinh chi hỏa nhìn thấy thế hơi sững sờ, vội vàng ngồi sổng xuống, nhìn chầm chầm tay trái tử thần ở bên dưới, chờ đợi kỹ năng hồi chiêu. Bởi vì không cướp được quyền khống chế cao điểm, Tầm nhìn của tay trái tử thần hoàn toàn bị khói thuốc súng che khuất. Chỉ thấy hắn ta nhìn mũi tên trên đất, lại khoa tay múa chân ước lượng khoảng cách giữa hắn ta và Tinh Tinh Chi Hỏa, ngay sau đó, gỡ cây cung khổng lồ từ trên lưng xuống, sau đó từ trong túi đựng tên rút ra một mũi tên thô to chỉ kém hơn một chút trường thương của kỵ sĩ. Bà mẹ nó, đây là mũi tên thật đấy hả? Nhìn thấy mũi tên của tay trái tử thần, trong mắt những khán giả ngồi xem đều bay hết ra ngoài rồi. Vương Vũ cũng không nhìn được liếu lưỡi nói, loại mũi tên này, phải thêm hết điểm vào sức mạnh đấy. Kèn két. Trong khi mọi người còn đang kinh ngạc, tay trái tử thần nắm chặt dây cung sử dụng hết sức lực kéo ra đằng sau một phát. Cây cung khổng lồ bị kéo ra đằng sau thành hình trăng tròn. Tay trái tử thần hiếp mắt lại hít sâu một hơi. Âm. Một âm thanh giống như tiếng nổ vang lên, mũi tên thô to giống như đầu đạn tên lửa bay ra. Âm. Mũi tên bắn trúng vách tường kháng đài, trực tiếp xuyên thẳng qua vách tường. Mũi tên thô to gần như xẹt qua đầu tinh tinh chi hỏa, đầu tóc tinh tinh chi hỏa cũng dựng ngược lên rồi. Hay. Vương Vũ không nhịn được vỗ tay khen ngợi reo hò, lớn tiếng kêu lên. Ở vị trí tay trái tử thần căn bản không nhìn thấy đối thủ, chỉ dựa vào phương hướng mũi tên bay đến để xác định được vị trí của đối thủ. Phải biết, cung thủ một khi có được sự trợ giúp của hệ thống nhưng chỉ có thể tấn công chính xác mục tiêu trong tầm mắt cho nên có thể thấy được mũi tên này của tay trái tử thần đã sử dụng bản lĩnh thật sự thường nói cung đau hơn nhau ở sức nặng kiếm hơn nhau ở tốc độ cung thuật này tuyệt đối là một môn quan trọng nhất của người học võ cũng là một môn khó khăn nhất tuy vương vũ là thiên tài võ học hiếm có nhưng trong tình huống này cho dù có là vương vũ tự mình lên sân khấu cũng chưa chắc đã có thể làm tốt hơn tay trái tử thần được không thể tưởng tượng được một đám chơi game mà còn có thể đào ra được loại cao thủ như thế này. Hay cái đầu ngươi ấy? Đồ vai u thịt bắp. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng quát mắng rất to vang lên. Vương Vũ quay đầu lại nhìn theo tiếng mắng, chỉ thấy một đám thiếu nữ trên khán đài đang nổi giận đùng đùng nhìn chầm chầm vào hắn, trong mắt tràn đầy sát khí. Bên cạnh còn có mấy cô gái phụ họa nói, đúng vậy đó một đám mấy tên bạo lực dùng mũi tên thô to như vậy nhỡ tổn thương đến tinh tinh nhà chúng ta thì làm sao bây giờ hả đồ cơ bắp đi chết đi nhìn tên kia ăn mặc trang phục kỳ quái như vậy e rằng là một tên ngu ngốc rồi vương vũ hoàn toàn choáng váng rồi tranh đấu không phải vì muốn giết chết đối thủ sao tại sao lại biến thành bạo lực tại sao người cơ bắp thì lại phải chết sao ông đây lại thấy choáng váng thế nhỉ mẹ nó cái này rốt cuộc là lo giết gì vậy? Đừng để ý đến bọn họ. Xuân Tường nhìn thấy thế kéo kéo vạt áo Vương Vũ, ra hiệu Vương Vũ đừng đi so sánh hơn thua với khán giả nữa, sau đó vui tươi hớn hở nói, thấy chưa, đây mới gọi là khoa trương nè. Hít. Vương Vũ hít sâu một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, mẹ nó, phan não tàn thật là đáng sợ. Nhìn tinh tinh chi hỏa trên khán đài, rõ ràng là bị một mũi tên của tay trái tử thần dọa cho sợ vỡ mật rồi. Cũng mặc kệ tầm bắn của mình có thể bắn xa như vậy hay không, liều mạng bắn tên về phía tay trái tử thần ở bên dưới, ý đồ muốn dựa vào hỏa lực để chèn ép. Nhưng mà tinh tinh chi hỏa lại thêm điểm vào độ nhanh nhẹn, tầm bắn đương nhiên không thể so sánh với loại cung thủ bạo lực như tay trái tử thần được. Mũi tên không ngừng rơi xuống dưới chân của tay trái tử thần, tay trái tử thần lại chậm rãi dương cung lắp tên, lại bắn về phía đài quan sát một lần nữa